Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 26 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Bộ truyện này thì còn khoảng 3 đến 4 tập nữa là kết thúc rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 26. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 26. Ông cụ bắt đầu ho dữ rồi. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy giúp ông thuận khí, nói: Ông ngoại, bác sĩ nói ông cần nghỉ ngơi, đừng nóng giận, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Cháu cũng không oán hận Lục gia, chỉ là cháu không thích ở đây. Qua mấy ngày nữa chờ ông khỏe lại, cháu sẽ cùng Đình Thâm trở về đế đô. Ông hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng cháu lại đến thăm ông. Lạc Thiên Ngưng đứng lên rời khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Mạc Đình Thâm đang đứng ngoài cửa lặng lẽ đợi cô. Ánh nắng buổi sớm từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên người Mạc Đình Thâm, như thể mạ lên người anh một lớp ánh vàng, khiến cho cả người anh mang theo sự dịu dàng cùng lưu luyến. Lạc Thiên Ngưng nghĩ, trước kia Lục Trịnh Kỳ gặp được Lạc Thiên, có lẽ nghĩ rằng đó là bến đỗ của bà ấy, nhưng bà ấy lại nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác. Thật tiếc cho trí thông minh của bà ấy lại không thể đấu lại được một người đàn ông ham hư vinh cùng một người phụ nữ độc ác. Mũi cô chua xót, bước nhanh đến trước mặt Mạc Đình Thâm, nói: Về nhà thôi, em buồn ngủ rồi. Được. Mạc Đình Thâm cúi người bế Lạc Thiên Ngưng lên, bước ra khỏi bệnh viện, bế cô lên xe đi về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm nay nhà họ Lục chỉ có hai người bọn họ. Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, Lục Vi vào tù, La Tây mất mạng, Lục Trấn Hải bận nhận nuôi con trai, Lục Lão nằm trong bệnh viện, dường như Lục gia đột nhiên sa sút đi rất nhiều. Nhưng Lạc Thiên Ngưng lại thoải mái ngồi trong vườn tắm nắng cùng Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên ngồi dậy, nói: Em nghe nói Triệu Hy phát điên rồi. Mạc Đình Thâm gật đầu: Điên rồi, vẫn luôn trong bệnh viện tâm thần. Lạc Thiên Ngưng cau mày hỏi: Sao lại phát điên rồi? Lúc chúng ta rời đi không phải là vẫn rất tốt sao? Mạc Đình Thâm kéo Lạc Thiên Ngưng qua: Điên thật hay điên giả thì anh không biết. Dù sao cho cô ta ở bệnh viện tâm thần hay ở trong tù cũng không khác nhau lắm. Lạc Thiên Ngưng biết ý của Mạc Đình Thâm. Triệu Hy đã bắt cóc Lạc Thiên Ngưng, không chỉ bắt cóc cô mà còn bán cô đi. Chỉ với nhiêu đây cũng đủ cho Triệu Hy ngồi tù cả đời. Cũng chỉ nói Triệu Hy phát điên mới, tinh thần bất ổn mới có thể thoát khỏi cảnh ngồi tù. Kết quả dù thế nào đối với Lạc Thiên Ngưng cũng không sao cả. Dù sao thì giữa cô và Triệu Hy cũng không thâm thù đại hận gì, cho nên Triệu Hy có ngồi tù hay ở trong bệnh viện tâm thần thì cô cũng không quan tâm, chỉ cần Lục Vi ở trong tù là được. Hai ngày nay Lục Lão đều ở bệnh viện. Bác sĩ nói sức khỏe của Lục Lão không tốt, tâm trạng không ổn định nên phải nằm viện theo dõi thêm vài ngày nữa. Lạc Thiên Ngưng cũng không tiện đến thăm nhiều, thế là chỉ có thể yên tâm sống ở Lạc gia, mỗi ngày đến bệnh viện tản bộ một vòng, xem bệnh tình của Lục Lão, cũng coi như có hiếu. Chuyện liên quan đến mẹ cô đã là mối hận của đời trước rồi. Cho dù cô có bất mãn với Lục gia đi nữa, có uất ức thay Lục Trịnh Kỳ, thì cô cũng không xuống tay được với Lục Lão, một ông cụ Lục gia. Cô nghĩ cho dù mẹ cô còn sống, bà ấy cũng không muốn nhìn thấy cô đối xử như vậy với cha mình. Cho nên Lạc Thiên Ngưng cũng không oán trách, không hỏi tới. Sau này rời khỏi Lục gia sẽ không quay lại nữa. Một tuần sau, Lạc Thiên Ngưng còn chưa đợi được Lục Lão xuất viện đã nhận được tin Lục Phi được tại ngoại. Lý do là do tinh thần Lục Phi bất ổn. Hại chết La Tây cũng chỉ là tinh thần không bình thường, pháp luật không thể kết tội một người bị bệnh tâm thần được. Hơn nữa Lục Phi bây giờ điên đến mức không thể nói bất cứ điều gì bình thường, ngày nào cũng nói về việc hại chết người này kẻ kia. Vì vậy vụ án của Lục Phi còn chưa được xét xử, người đã được đưa vào bệnh viện tâm thần, nói rằng cần phải điều trị. Lạc Thiên Ngưng có thể chấp nhận việc Triệu Hy bị điên, nhưng cô không thể chấp nhận được việc Lục Vi bị điên. Cô đã bỏ ra một thời gian dài không phải để tống Lục Vi vào bệnh viện tâm thần, mà cô muốn đưa Lục Vi vào tù. Cô muốn Lục Vi ngồi tù đến hết đời. Lạc Thiên Ngưng không tin Lục Vi phát điên, chắc chắn cô ta giống như lần trước, giả điên giả khùng muốn thoát tội. Cô đã đến viện trại tâm thần mà Lục Vi đang ở, muốn xem tình huống của Lục Vi một chút. Thế nhưng cô vẫn chưa đi đến phòng bệnh đã nghe thấy một tràng la hét, sau đó không ngừng vang lên tiếng đồ đạc rơi trên mặt đất,
Y tá đẩy cửa cho cô vào. Căn phòng như một bãi chiến trường, đủ loại khay đựng dụng cụ ném trên đất, quần áo của Lục Vi bẩn thỉu, phía trên không biết là nước thuốc hay là canh rau. Tóc tai cũng rối bù, hai mắt đờ đẫn, trên mặt nở một nụ cười khó hiểu, nằm trên giường cười ngốc nghếch. Lạc Thiên Ngưng bước tới hỏi: "Lục Vi, chị biết tôi là ai không?" Lục Vi nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng, nghiêng đầu đột nhiên bật cười. Cô ta nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng nói: "Chị tới đón em sao?" Lạc Thiên Ngưng cảm thấy ớn lạnh, hất tay Lục Vi ra nói: "Lục Vi, đừng giả vờ nữa, tôi biết chị không điên." Lục Vi dường như hoàn toàn không nghe hiểu. Cô ta nhìn Lạc Thiên Ngưng cười, sau đó sờ lên bụng mình: "Em đang mang thai, ở đây đang có một em bé. Buổi tối nó còn đá em, chờ em sinh con trai, Văn Uyên sẽ đến cưới em." "Tiêu Văn Uyên, chị còn nhớ Tiêu Văn Uyên sao?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Lục Vi cười ngọt ngào: "Văn Uyên là chồng của em, anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, anh ấy yêu em nhất." Lạc Thiên Ngưng nhìn bộ dạng của Lục Vi không giống đang giả vờ chút nào. Cô tàn nhẫn nhéo Lục Vi một cái: "Lục Vi, cô giả vờ điên cũng vô dụng. Cô nghĩ như vậy Tiêu Văn Uyên sẽ cưới cô sao?" Lục Vi giống như không cảm nhận được đau đớn, cũng không tránh né. Thế nhưng khi nghe được Lạc Thiên Ngưng nói câu này, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, hét lên: "Mày nói bậy, Văn Uyên sẽ cưới tao, anh ấy nhất định sẽ cưới tao. Mày con tiện nhân này, đừng hòng cướp anh ấy đi, tao bóp chết mày, râu. Tao biết mày là râu, tao xử lý mày, giết mày." Lạc Thiên Ngưng nhanh nhẹn đứng dậy né tránh, nhưng Lục Vi bất chấp nhảy xuống giường, muốn bổ nhào về phía Lạc Thiên Ngưng. Các bác sĩ và y tá lao vào giữ Lục Vi lại, trích cho cô ta một liều thuốc an thần. Lục Vi vẫn la hét và cười to, sau đó dần dần bất tỉnh rồi ngã xuống giường. Y tá mặc chiếc áo cố định tay chân cho Lục Vi lại, mới thở phào một hơi rồi dẫn Lạc Thiên Ngưng ra ngoài. "Lạc tiểu thư, cô vẫn nên đừng đến đây. Lục tiểu thư điên nặng, ngày nào cũng nói mình có thai. Tiêu tổng sẽ đến cưới cô ta, chỉ cần có người phản bác lại cô ta sẽ phát điên đánh người. Hai ngày trước vừa đánh vỡ đầu một bệnh nhân, sau đó chúng tôi phải mặc cho cô ta áo cố định giữ cô ta lại. Nếu không cứ thế này cũng hết cách." Y tá nói chuyện với Lạc Thiên Ngưng về Lục Vi mấy ngày hôm nay có bao nhiêu ầm ĩ cùng phát điên thế nào. Bác sĩ đã xác nhận Lục Vi điên thật, vì sảy thai cộng ngồi tù, Lục gia lại mặc kệ cô ta, bị kích động quá lớn, điên cũng là chuyện bình thường. Trong tình huống này, Lạc Thiên Ngưng không thể không tin. Nghe nói tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đều khám qua, Lục Vi thực sự bị điên. Vì vậy cảnh sát đã ngừng truy cứu Lục Vi, nên để cô ta sống trong bệnh viện tâm thần. Lục gia cũng không hoàn toàn phớt lờ cô ta, ít nhất cũng sắp xếp cho cô ta sống trong một viện tâm thần tốt nhất, cho người khác chăm sóc cô ta. Chỉ là trong mấy ngày ngắn ngủi, Lục Vi đã dọa chạy vài hộ tá. Cho dù Lạc Thiên Ngưng không cam tâm, nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Bây giờ cô cũng không thể xông vào viện tâm thần xử lý Lục Vi. Nào nghĩ đến người phụ nữ này nói điên là điên đâu. Khi Lạc Thiên Ngưng trở về nhà, Mạc Đình Thâm kéo cô vào lòng, nói: "Được rồi, sự việc đã kết thúc, cô ta cũng không được chết tử tế." Lạc Thiên Ngưng thở dài: "Cũng chỉ đành vậy. Chẳng lẽ còn có thể cưỡng chế cô ta vào tù? Chỉ là có chút không cam tâm mà thôi." Mạc Đình Thâm ôm lấy Lạc Thiên Ngưng, thấp giọng an ủi: "Chuyện này qua đi, lão già mấy ngày nữa khỏe hơn, chúng ta trở về đế đô nhé. Chu Tử Phạm bây giờ bị Tường Đình ăn sạch, luôn muốn kết hôn, nhưng Tường Đình khăng khăng đợi em về. Nếu em không về, ước chừng Chu Tử Phạm sẽ đích thân tới đón em." Lạc Thiên Ngưng lúc này mới lộ ra một nụ cười: "Nếu em nói không trở về thì Tường Đình sẽ không kết hôn sao?" "Hẳn là vậy. Sao anh lại thấy em rất vui?" Mạc Đình Thâm nói. Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Vậy thì em sẽ không về nữa. Em nghĩ còn phải xem xét lại Chu Tử Phạm, không thể để Tường Đình kết hôn nhanh như vậy được." "Tại sao?" Mạc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi nói: "Ai kêu anh ta mấy năm trước khăng khăng chấp mê bất ngộ với Triệu Hy? Lúc đó Tường Đình nhà chúng ta chịu khổ biết bao nhiêu, sao có thể nói cả nên cả. Để cho anh ta đợi vài năm nữa đi." Mạc Đình Thâm cười: "Vậy còn anh thì sao?"
Cái gì mà con anh? Lạc Thiên Ngưng không kịp phản ứng, Mạc Đình Thâm chỉ vào chính mình. Anh vẫn luôn khăng khăng chấp mê bất ngộ với một mình em. Có phải không cần xem xét nữa hay không? Em tính bao giờ lấy anh đây? Này, Lạc Thiên Ngưng nhìn anh chằm chằm. Có ai lại nói hỏi chuyện như vậy chứ? Em mới không lấy anh đâu. Cô gái kiêu ngạo quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh. Mạc Đình Thâm khẽ cười, kéo cô vào lòng. Em không muốn kết hôn. Vậy sao anh lại nhớ đến 2 ngày trước? Có người xoắn suýt chuyện chưa mang thai được nhỉ? Mặt Lạc Thiên Ngưng bỗng đỏ bừng, bị Lục Vi kích thích nên mới hỏi lung tung. Giờ nghĩ lại cũng thấy xấu hổ. Còn chưa kết hôn, cô đã bắt đầu phiền muộn chuyện mang thai rồi, bị Mạc Đình Thâm chê cười chết. Lạc Thiên Ngưng cười đùa với Mạc Đình Thâm, cuối cùng cũng xem như quên được chuyện Lục Vi. Cô nghĩ Mạc Đình Thâm nói không sai, nếu Lục Vi điên rồi, chuyện này coi như bỏ qua vậy. Kết cục này của Lục Vi cũng không thể coi là yên bình. Cô cũng coi như đã được báo thù cho những người đã chết vì mình kia. Nhưng không biết vì sao mấy ngày gần đây, Lạc Thiên Ngưng không thể yên ổn ngủ được. Ban đêm không rõ vì sao cứ giật mình tỉnh giấc, trong lòng luôn có cảm giác bất an, như sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra. Cô nói chuyện này với Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm cũng an ủi cô. Anh nói cô suy nghĩ nhiều, sự việc đã giải quyết xong tất cả, không có chuyện gì đó xảy ra nữa, hai người chỉ cần về nước là được. Lạc Thiên Ngưng nghe xong cũng cho qua. Mỗi ngày cô vẫn đều đặn đi thăm Lục lão, ngoài ra còn lôi kéo Mạc Đình Thâm dạo phố mua đồ. Cô nghĩ lần này rời khỏi đây, sau này cũng sẽ không tới nữa, nên phải nhân lúc còn ở lại dạo một vòng nơi cô đã trải qua 2 kiếp sống này. Mạc Đình Thâm chiều theo ý Lạc Thiên Ngưng, anh đẩy lùi mấy ngày công việc lại để cùng cô mỗi ngày ra ngoài đi dạo một chút. Lạc Thiên Ngưng đi không nổi nữa, anh sẽ cõng cô lên đi dạo, nhìn ngắm nhà thờ, nhìn dòng sông, nhìn dòng người qua lại. Chẳng qua chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã giống như biến thành đôi vợ chồng già. Dường như mọi chuyện kết thúc, tất cả cực khổ đã qua. Những người từng làm tổn thương cô sẽ không xuất hiện nữa. Đột nhiên không quản oán hận cùng với thù hận, khiến Lạc Thiên Ngưng nhẹ nhõm nhưng lại hoảng hốt không rõ. Hôm nay Lạc Thiên Ngưng đến bệnh viện, lúc rời khỏi có chút không thoải mái. Cô cũng không biết có phải do gần đây mình không nghỉ ngơi tốt nên luôn cảm thấy choáng váng hay không. Cô lên xe bảo tài xế lái nhanh về nhà, sau đó thiếp đi ở ghế sau. Nhưng đến khi Lạc Thiên Ngưng mơ màng tỉnh lại, thấy mình vẫn ở trên xe. Cô liếc mắt nhìn ra phía ngoài, cảnh vật xung quanh không phải khung cảnh ở nội thành, nơi này rất yên tĩnh vắng vẻ. Cô hỏi, anh muốn đưa tôi đi đâu? Ghế lái trước bỗng truyền đến tiếng phụ nữ quen thuộc. Cô ta cười âm hiểm nói, đi đâu hả? Tao đưa mày xuống địa ngục đấy. Trong lòng Lạc Thiên Ngưng cả kinh, nhìn chằm chằm ghế lái, lại ngồi xuống nhìn kính chiếu hậu. Người phụ nữ búi gọn tóc, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm đen. Nhưng Lạc Thiên Ngưng liếc mắt một cái đã nhận ra cô ta. Trong lòng cô sợ hãi, nói, Lục Vi. Lục Vi mỉm cười, Lạc Thiên Ngưng, thay tao làm tiểu thư của Lục gia thế nào? Có phải rất thoải mái hay không? Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn cô ta nói, quả nhiên cô không bị điên. Lục Vi cắn răng, hung tợn nhìn Lạc Thiên Ngưng, đương nhiên tao không bị điên, chẳng qua là giả vờ để mấy tên ngu xuẩn tin tưởng mà thôi. Không thì sao tao có thể rời khỏi ngục giam, làm sao bắt được mày chứ? Cô muốn dẫn tôi đi đâu? Lạc Thiên Ngưng cảnh giác nhìn xung quanh. Lục Vi cười, mày gấp cái gì? Không phải đã nói rồi hay sao? Hôm nay bản tiểu thư sẽ tiễn mày xuống địa ngục. Lạc Thiên Ngưng muốn ngồi dậy nắm tóc Lục Vi nhưng không có khí lực. Cửa xe bị khóa chặt, cô giật giật mấy cái đều không mở được. Lạc Thiên Ngưng sờ túi trên người cũng không thấy điện thoại. Cô vô lực nằm xuống, tự hỏi tình huống hiện tại. Chắc hẳn Lục Vi vì ngày hôm nay đã chuẩn bị rất lâu. Có lẽ mỗi ngày tại trại an dưỡng đều nghĩ cách để bắt cô, làm thế nào đưa cô đi, thậm chí là dùng cách nào để xử lý cô. Cô ta nắm được chính xác thời gian cô tới bệnh viện, đuổi tài xế, lấy mất tất cả đồ dùng liên lạc của cô. Thậm chí cô không biết cô ta dùng cách nào đánh thuốc mê cô, khiến cô mất hết sức lực, không cách nào phản kháng hay chạy trốn, khiến cô chỉ có thể mặc cho Lục Vi lái xe đưa bản thân tới nơi nào đó không ai biết. Chỉ là không biết phải mất bao lâu
Mạc Đình Thâm mới có thể phát hiện cô mất tích. Lạc Thiên Ngưng lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại, cô thấy mình bị nhốt trong một kho hàng, tay chân bị trói, miệng bị nhét chặt khiến cô không thể mở miệng. Cô mở mắt ra để nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước mặt là Lục Vi. Ngắn ngủi một tuần lễ, Lục Vi đã gầy đi trông thấy, xương gò má lồi ra, má lõm vào, tóc thô ráp sơ rối, sắc mặt vàng như nến. Không biết cô ta tìm được bộ đồ đen rộng thùng thình từ đâu ra. Trông cô ta như người chạy nạn, nhưng ánh mắt lại như côn đồ hung ác nhìn Lạc Thiên Ngưng đầy thù hận. Lục Vi cười nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng, vỗ vỗ khuôn mặt cô, nói: Không phải mày rất lợi hại sao? Không phải hãm hại chèn ép tao sao? Bây giờ sao lại không nói chuyện? Nơi này kêu trời không biết, đất không thưa, không ai có thể tìm được mày, cũng không ai có thể tới cứu mày đâu. Tao xem mày còn phách lối như thế nào nữa. Lạc Thiên Ngưng bị bịt miệng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lục Vi. Lục Vi véo mặt Lạc Thiên Ngưng, lại vỗ vỗ, sau đó đột nhiên dùng sức tát mạnh vào mặt cô. Lục Vi nắm tóc Lạc Thiên Ngưng kéo về phía sau, khiến da đầu cô đau nhức. Lục Vi mắng: Tiện nhân, tao chịu nhục lâu như vậy chính là vì hôm nay. Tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì những gì mày đã làm ở Lục gia. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể dùng mắt nhìn Lục Vi, nhưng trong ánh mắt cô không hề có hốt hoảng, không có sợ hãi, chỉ có miệt thị. Rơi vào tình cảnh này, nhưng ánh mắt cô nhìn Lục Vi vẫn tràn đầy miệt thị và khinh thường. Lục Vi rút miếng rẻ trong miệng cô ra, nói: Sao không nói chuyện? Cảm thấy tao không thể xử lý mày phải không? Lạc Thiên Ngưng hừ một tiếng: Mày có thể làm gì tao chứ? Đơn giản thì là giết tao thôi. Từ ngày đầu tiên tao trở về Lục gia, đã chuẩn bị tinh thần liều chết. Lục Vi, chỉ cần có thể kéo mày vào địa ngục thì tao không hề quan tâm sống chết. Bốp. Lục Vi lại tát Lạc Thiên Ngưng một bạt tai, giật tóc cô, nói: Chờ tao lừa Mạc Đình Thâm tới đây, tao xem mày còn phách lối thế nào. Mày nói đúng, nhiều nhất thì là giết chết mày mà thôi, nhưng như thế cũng quá tiện nghi cho mày rồi. Tao muốn cho mày nhìn thấy người yêu nhất chết đi. Mọi người đều biết người Lạc Thiên Ngưng yêu nhất là ai đấy nhỉ? Lạc Thiên Ngưng sợ hãi run lên. Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết người Lạc Thiên Ngưng yêu nhất chỉ có Mạc Đình Thâm. Anh chính là mạng sống của cô, là trụ cột linh hồn của cô. Làm tổn thương Mạc Đình Thâm so với giết cô còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhìn ánh mắt sợ hãi của Lạc Thiên Ngưng, Lục Vi đắc ý, vừa cười vừa nói: Bây giờ đừng vội sợ, đợi Mạc Đình Thâm tới, vợ chồng trẻ chúng mày có thể ôn chuyện lại một chút. Lạc Thiên Ngưng kiềm chế khủng hoảng trong nội tâm. Cô nghĩ Mạc Đình Thâm chắc chắn sẽ không có việc gì. Anh cường đại, lợi hại như vậy, huống hồ còn có Lăng Tiêu ở Mỹ, nhiều người như vậy, Mạc Đình Thâm sẽ không thể xảy ra chuyện gì được. Nhưng những lo lắng mấy ngày nay của cô đang dần lớn lên. Rốt cuộc cô cũng biết được mấy ngày nay khó ngủ bất an bắt nguồn từ nơi nào. Mạc Đình Thâm làm việc ở nhà, mãi đến giữa trưa vẫn không thấy Lạc Thiên Ngưng trở về. Lạc Thiên Ngưng nói sáng nay tới bệnh viện thăm Lục lão, trước giờ cơm trưa sẽ quay về. Nhưng bây giờ đã qua thời gian ăn trưa, người hầu cũng đã lên hỏi anh có muốn dùng cơm không. Mạc Đình Thâm nói Lạc Thiên Ngưng chưa về, chờ thêm một chút. Cho là giờ này tắc đường cũng là bình thường, nhưng lâu như vậy cô vẫn chưa trở lại có chút không bình thường. Mạc Đình Thâm lấy điện thoại gọi cho Lạc Thiên Ngưng, điện thoại cô tắt máy. Gọi cho tài xế, điện thoại cũng tắt máy. Anh lập tức luống cuống. Mỗi lần Lạc Thiên Ngưng ở trạng thái mất liên lạc như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Anh bảo người hầu đi tìm tài xế. Kết quả tài xế còn nằm trong ô tô ngáy o o. Nếu tài xế và ô tô vẫn ở đây, vậy Lạc Thiên Ngưng ở đâu? Mạc Đình Thâm đi xem camera giám sát cổng bệnh viện, thấy Lạc Thiên Ngưng lên một chiếc xe ô tô giống nhà mình như đúc. Sau đó xe rời đi, xe trực tiếp lái ra khỏi nội thành, đi qua một đoạn đường không có camera theo dõi, liền mất dấu. Mạc Đình Thâm lập tức gọi cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa bắt máy, anh liền nói: Lăng Tiêu, A Ngưng bị bắt cóc. Lăng Tiêu ngần người, hỏi: Bắt cóc? Hiện giờ còn ai muốn bắt cóc cô ấy? Không phải các người nói sự việc đã xong xuôi hết rồi hay sao? Mạc Đình Thâm giật mình.
lúc này sẽ không có người nhằm vào Lạc Thiên Ngưng nữa. Ai sẽ bắt cóc cô? Anh gọi điện thoại cho trại an dưỡng Lục Phi ở. Bệnh viện không có người nhấc máy. Anh trực tiếp lái xe tới đó. Bước vào liền thấy bệnh viện bừa bộn khắp nơi như vừa đánh trận. Mạc Đình Thâm tóm lấy một y tá, hỏi: Lục Vi đâu? Lục Vi ở phòng nào? Y tá chỉ hành lang. Đi thẳng rẽ phải, phòng cuối cùng chính là phòng cô ấy. Mạc Đình Thâm trực tiếp vọt vào phòng bệnh. Trong phòng không có một ai. Trên sàn vứt một bộ quần áo bệnh nhân, không thấy bóng dáng Lục Phi đâu. Nội tâm anh dâng lên dự cảm chẳng lành. Mạc Đình Thâm chạy tới bắt lấy y tá, nói: Không có ai, Lục Vi đâu? Y tá cũng rối rít: Tiên sinh, tôi thực sự không biết. Sáng hôm nay có một phòng bệnh không biết vì sao lại bốc cháy. Còi báo cháy vang lên khiến rất nhiều bệnh nhân bị dọa. Hiện tại nơi này đều bừa bộn, chúng tôi cũng đang cố gắng ổn định lại. Mạc Đình Thâm nghiến răng, không cần tìm anh cũng biết Lục Vi đã sớm chạy. Có thể sắp xếp việc trốn khỏi bệnh viện tâm thần thì Lục Vi căn bản không có điên. Nếu Lục Vi là người bắt cóc Lạc Thiên Ngưng, không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Trong kho hàng, Lạc Thiên Ngưng không biết đã bị Lục Vi tát mấy cái. Tinh thần của Lục Vi rất không bình thường. Cô ta ngồi cạnh Lạc Thiên Ngưng nói luyên thuyên, sau đó sẽ đột nhiên phát cáu, sẽ đấm đá Lạc Thiên Ngưng, tiếp đó lại an tĩnh lại, tiếp tục nói chuyện cùng cô. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy Lục Vi có lẽ điên rồi, chỉ là không điên hoàn toàn mà thôi. Ít nhất cô ta còn có thể thanh tỉnh bắt trói cô tới nơi này. Nhìn kế hoạch của cô ta rõ ràng cũng không phải người điên. Bây giờ Lạc Thiên Ngưng đại khái cũng không tốt hơn Lục Vi bao nhiêu. Trên mặt đau rát, da đầu bị Lục Vi rụt tóc như muốn toát ra. Thân thể không biết bị đấm đá bao nhiêu lần, khắp nơi đều đau nhức. Lục Vi lấy điện thoại của Lạc Thiên Ngưng ra, ngay trước mặt cô gọi cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm dường như lập tức bắt máy, hỏi: À Ngưng, em ở đâu? Mạc Tổng, đã lâu không gặp. Lục Vi vừa cười vừa nói. Sắc mặt Mạc Đình Thâm âm trầm, hỏi: Lục Vi, A Ngưng ở đâu? Mạc Tổng, đừng có gấp như vậy chứ, tôi còn chưa có làm gì cô ta đâu. Muốn cái gì thì cứ nói thẳng. Lục Vi vừa cười vừa nói: Mạc Tổng anh gia tài bạc tỷ, chỉ tiếc tụi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn mạng chó của Lạc Thiên Ngưng. Lục Vi, Mạc Đình Thâm gầm thét, Lạc Thiên Ngưng là điểm yếu duy nhất của anh. Anh chỉ sợ Lục Vi sẽ làm chuyện gì đó không thể vãn hồi đối với cô. Vịnh biển Tây Giao, một mình anh tới. Nếu để tôi phát hiện anh đưa thêm người nào, tôi sẽ lập tức xử lý cô ta. Lục Vi nói xong liền cúp điện thoại. Mạc Đình Thâm gọi điện cho Lăng Tiêu. Lục Vi gọi điện thoại tới, A Ngưng ở vịnh biển Tây Giao. Tôi sợ là có bẫy, tôi qua đó trước. Sau khi xác định thì cậu xuất phát. A Thâm, tôi cùng tới đó với cậu. Mạc Đình Thâm lắc đầu. Không được, tôi không thể lấy an toàn của cô ấy ra để mạo hiểm. Một mình Mạc Đình Thâm lái xe tới vịnh biển Tây Giao. Sau khi đến, ngay cả cái bóng của Lục Vi và Lạc Thiên Ngưng cũng không thấy. Đang chuẩn bị rời đi thì điện thoại vang lên. Mạc Đình Thâm mở máy, hỏi: Người ở đâu? Lục Vi cười: Nếu Mạc Tổng đã giữ uy tín thì tôi cũng sẽ không vòng vo nữa. Ném điện thoại đi, sau đó lên thuyền để có thể gặp được Lạc Thiên Ngưng. Lục Vi nói xong thì cúp điện thoại. Mạc Đình Thâm truyền tin cho Lăng Tiêu, xong thì bước lên thuyền. Vừa lên thuyền, Mạc Đình Thâm thấy người trước mặt liền sửng sốt, hỏi: Triệu Hy? Triệu Hy ngồi trên xe lăn, hai chân bị Mạc Đình Thâm chặt đứt, cả đời này chỉ có thể ngồi xe lăn. Cô ta thấy Mạc Đình Thâm thì si mê mỉm cười. A Thâm, đã là không gặp. Mạc Đình Thâm tiến lên bóp cổ Triệu Hy. Cùng một bọn với Lục Vi. Triệu Hy bị bóp cổ, sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. Vốn dĩ không phải, nhưng bây giờ đúng là như vậy. Dù sao chúng tôi có chung một kẻ địch. A Ngưng ở đâu? Mạc Đình Thâm hỏi, tay dùng lực bóp chặt khiến Triệu Hy sắp không thở nổi. Triệu Hy chỉ tay Mạc Đình Thâm, ra hiệu cô ta bị bóp không thể nói chuyện. Mạc Đình Thâm chỉ có thể bỏ cô ta ra. Triệu Hy ho sặc sụa, sau đó bắt bác sĩ mỉm cười. A Thâm, anh có bóp chết em thì cũng không có tác dụng. Nhiệm vụ của em là đưa anh tới trước mặt Lục Phi.
Nếu như anh giết chết em thì đời này đừng mong gặp lại Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm chỉ có thể dựa theo chỉ thị, ném điện thoại đi, sau đó thuyền lái đi, càng chạy càng xa bờ. Anh âm trầm ngồi một bên, Triệu Hy lại tâm tình rất tốt, nói: "A Thâm, không nghĩ tới có một ngày chúng ta còn có thể ngồi trên thuyền du lịch. Em còn tưởng mình phải nghênh ngốc trong bệnh viện tâm thần cả đời." Mạc Đình Thâm nhìn cảnh vật phía bên ngoài, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để thông báo vị trí với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy ký hiệu anh để lại bên vịnh biển mà mau chóng tới trợ giúp hay không. Triệu Hy ngồi bên cạnh anh cũng không liếc nhìn một cái. "A Thâm, em vốn nghĩ cứ giả ngây giả dại như vậy ở trại an dưỡng, nhưng Lục Vi nói rất đúng. Lạc Thiên Ngưng cướp anh đi. Thời gian qua cô ta thuận buồm xuôi gió, dựa vào đâu muốn em sống người không ra người, quỷ không ra quỷ tới hết đời chứ?" Triệu Hy nói là nhà bên tai, nhưng Mạc Đình Thâm vẫn không nói một lời. Đối với anh, chỉ nói một câu với Triệu Hy thôi cũng làm anh buồn nôn. Anh vốn cho là Triệu Hy sẽ biết hối cải, thành thật ở trong trại tâm thần thì anh sẽ không truy cứu những sai lầm trước kia nữa. Nhưng người phụ nữ này vĩnh viễn chỉ sống trong ảo tưởng của chính mình, vĩnh viễn không nhận ra sai lầm của mình, một lòng tưởng tượng là Lạc Thiên Ngưng cướp đi người của cô ta. Nhưng anh chưa từng là đồ vật gì của cô ta cả. Thuyền đi một vòng lớn trên biển, sau đó cập bờ vào một bến tàu bỏ hoang. Mạc Đình Thâm cùng Triệu Hy xuống thuyền, nhìn thấy trước mặt chỉ có một kho hàng hoang vắng. Triệu Hy nói: "Chính là chỗ này, Lạc Thiên Ngưng ở trong đó." Mạc Đình Thâm vừa bước tới gần, bên trong liền truyền ra tiếng phụ nữ kêu thảm thiết. Anh không còn quan tâm được gì nữa, trực tiếp vọt vào trong. Thấy Mạc Đình Thâm tới, Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, Lục Vi cũng sửng sốt. Sau đó cô ta mỉm cười, lúc cười xương gò má lộ lên cao, trông càng có vẻ kinh khủng. Cô ta nói: "Động tác của Mạc Tổng rất nhanh nha, nhanh như vậy mà đã tới được đây rồi." Ánh mắt cùng tâm trí của Mạc Đình Thâm chỉ có Lạc Thiên Ngưng. Mặt cô bị đánh rất nhiều, hiện lên dấu bàn tay, khuôn mặt nhỏ có chút sưng đỏ, tóc cũng rối bù, ngồi ở trên ghế, tay chân bị trói, miệng cũng bị bịt lại. Ánh mắt Mạc Đình Thâm lộ ra vẻ khiếp sợ cùng đau đớn. Mạc Đình Thâm đối với Lạc Thiên Ngưng mãi mãi cũng chỉ có ôn nhu và tươi cười. "À Ngưng, đừng sợ, anh tới rồi." Lạc Thiên Ngưng mạnh mẽ lắc đầu, muốn Mạc Đình Thâm rời đi. Lục Vi lại rút ra một khẩu súng ngắn chỉ vào đầu cô, nhìn Mạc Đình Thâm: "Nếu bây giờ tôi bắn vào đầu cô ta, hẳn sẽ chết luôn nhỉ?" "Lục Vi, có chuyện gì thì hãy nhằm vào tôi." Mạc Đình Thâm âm trầm nói. Triệu Hy năn xe lăn vào: "Tôi thực sự nhìn đủ tâm tình của Mạc Đình Thâm với tiểu tiện nhân này rồi. Sao cô còn chưa xử lý cô ta? Một phát súng xử lý chết cô ta là được." "Như vậy sao được?" Lục Vi vừa cười vừa nói. "Hai chúng ta là kẻ điên, kẻ điên có cách chơi của kẻ điên. Trực tiếp giết chết rất không thú vị. Tôi muốn nhìn xem hai người họ sinh ly tử biệt mới vui vẻ." Lục Vi giúp Triệu Hy đẩy xe lăn, kéo cô ta tới cạnh mình, sau đó kín đáo đưa súng ngắn cho Triệu Hy. Triệu Hy lập tức chĩa súng vào Lạc Thiên Ngưng. Điều này khiến Mạc Đình Thâm càng luống cuống. Triệu Hy hận Lạc Thiên Ngưng thấu xương, mỗi ngày đều tưởng tượng Lạc Thiên Ngưng cướp anh khỏi cô ta. Nếu cô ta bóp cò, Lạc Thiên Ngưng sẽ thực sự phải chết. Lục Vi lại lấy ra một con dao trong túi áo, lúc rút dao ra còn cố ý cọ cọ trên quần áo, nói: "Chơi một trò chơi nhỉ, thế nào?" Triệu Hy vừa cười vừa nói: "Chơi thế nào?" Lục Vi vung tay chém xuống, sạch sẽ gọn gàng, cắt một vết thương trên cánh tay Lạc Thiên Ngưng, máu lập tức chảy ra. Hết lần này tới lần khác, cô ta lại mặc váy trắng, nhìn qua mà giật mình. Lạc Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, ngay cả kêu rên cũng không phát ra tiếng. Cô muốn nói cho Mạc Đình Thâm rằng cô không đau, nhưng miệng bị nhét rẻ khiến cô không nói ra lời. Mạc Đình Thâm nhìn cánh tay nhuốm máu của Lạc Thiên Ngưng, sắc mặt tái xanh. Cô gái nhỏ anh đặt trong lòng bàn tay bảo vệ, chính mình cũng không dám nặng lời, lại bị giày vò thành như thế này. Lục Vi cùng Triệu Hy còn cười rất vui vẻ, giống như Lạc Thiên Ngưng càng khó chịu hai người càng vui. Lục Vi lại giơ tay lên đâm một dao vào trên đùi Lạc Thiên Ngưng, đau đớn bứt rứt khiến sắc mặt cô trắng bệch.
Trong phút chốc phảng phất như khung cảnh đời trước đang tái hiện. Cô cũng bị trói trên ghế như thế này, cũng bị đâm xuyên đùi, đau đớn khắc cốt ghi tâm như thế, cho dù cách thời gian một đời vẫn không thể quên đi được. Thoáng chốc Lạc Thiên Ngôn cảm thấy, chẳng lẽ đây chính là số mệnh sao? Bất luận cô dãy dụa như thế nào, phản kháng ra sao, kết cục cuối cùng chờ đợi cô vẫn là cái chết, mà người gây ra mãi mãi chính là Lục Vi. Lục Vi giật miếng vải trong miệng Lạc Tinh Ngông ra, nói: Lạc tiểu thư, nói với vị hôn phu xem bây giờ cô đau đớn bao nhiêu đi. Lạc Thiên Ngông sống chết cắn chặt răng, hai tay bị trói sau lưng có chút run rẩy, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Cô nhìn Mạc Đình Thâm, âm thanh khẽ run, nói: Đi, đi mau. Ở đây, ở đây. Lục Vi vừa cười vừa nói: Nếu Lạc tiểu thư còn chưa biết đau, vậy chúng ta tìm thêm nỗi đau để cô ta nếm thử. Lục Vi giật lấy súng trong tay Triệu Hy, lên nòng chĩa súng vào Mạc Đình Thâm, nói: Quỳ xuống. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên ngẩng đầu, khó tin nhìn Lục Vi. Mạc Đình Thâm kiêu ngạo như vậy, tôn quý như vậy, sao có thể nói quỳ là quỳ. Lục Vi nắm chuôi dao trên đùi Lạc Thiên Ngưng, dùng lực ấn xuống. Lạc Thiên Ngưng không nhận được, kêu lên đau đớn. Lục Vi đắc ý cười nhìn về phía Mạc Đình Thâm: Quỳ xuống. Không, Mạc Đình Thâm, không cho phép anh quỳ, không cho phép anh quỳ trước mặt cô ta. Lạc Thiên Ngưng hét lên, bảo Mạc Đình Thâm quỳ xuống. So với Lục Vi chém cô một dao, đau đớn hơn gấp trăm lần. Người đàn ông của cô cao cao tại thượng như vậy, tựa như thần linh, không có khả năng quỳ xuống trước bất cứ kẻ nào, cho dù là vì cô cũng không được. Lục Vi lại tát Lạc Thiên Ngưng một cái. Mạc Đình Thâm, nghe không hiểu lời tôi nói sao? Quỳ xuống, nếu không tôi lập tức bắn chết cô ta. Lạc Thiên Ngưng phi một cái, nước bọt cùng máu bắn ra. Cô có chút tuyệt vọng nhìn Mạc Đình Thâm, hét: Không cho phép, không được quỳ. Mạc Đình Thâm, em sống không sống được, nơi này có bom. Mạc Đình Thâm chấn kinh, anh ngàn tính vạn tính cũng không ngờ Lục Vi và Triệu Hy điên cuồng như thế, vậy mà đặt bom ở đây muốn nổ chết bọn họ. Vậy anh còn chờ được Lăng Tiêu tới cứu sao? Bằng một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, Lạc Thiên Ngưng mở to hai mắt nhìn Mạc Đình Thâm quỳ một chân trên đất, tay che máu ở bụng. Phát súng kia của Lục Vi bắn vào bụng anh. Dừng tay, dừng tay. Lạc Thiên Ngưng hét lên. Cô thậm chí còn nhìn Triệu Hy hét to: Không phải cô yêu anh ấy sao? Cứu anh ấy, cứu anh ấy, mau cứu anh ấy đi. Mạc Đình Thâm sắc mặt trắng bệch quỳ trên đất, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn Lạc Thiên Ngưng. Đừng khóc, không sao hết, đừng khóc. Nước mắt Lạc Thiên Ngưng tuôn trào. Lúc Lục Vi đánh cô, dùng dao đâm cô, cô cũng không rơi nước mắt. Nhưng bây giờ phát súng kia giống như bắn vào trong lòng cô, khiến cô đau không thở nổi. Nước mắt Lạc Thiên Ngưng lã chã rơi xuống. Cô nhìn Mạc Đình Thâm đang nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi từ giữa các ngón tay phun ra, hét lên với Triệu Hy: Cô cứu anh ấy đi, không phải cô yêu anh ấy sao? Mau cứu anh ấy. Triệu Hy nhìn Mạc Đình Thâm mỉm cười nói: Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, nhưng mà anh ấy không yêu tôi. Nếu đã không yêu tôi, vậy thì để anh ấy chết đi, như vậy anh ấy sẽ không thích người khác được nữa. Điên rồi, điên rồi. Lạc Thiên Ngưng lo lắng hét lên. Lúc đầu cô gặp Triệu Hy và Lục Vi, cô không hề sợ hãi hay hoảng sợ, bởi vì đối với cô mà nói, chắc chắn sẽ không thể thiếu chiến tranh. Cô nghĩ rằng mình sẽ bị tổn thương cùng đồng quy vô tận, nên đối với những kết cục có thể xảy ra, cô đều đã chuẩn bị tâm lý. Ngay cả khi Lục Vi bắt cóc cô đến đây, cô còn có phần đắc ý. Cô đã thắng, cô đã ép vị tiểu thư cao cao tại thượng của Lục gia đến tình cảnh này cũng đủ rồi. Nhưng mà bây giờ Lạc Thiên Ngưng sợ hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến sự trả thù của mình, sự thù hận của mình. Những món nợ máu đó có một ngày sẽ đổ lên đầu Mạc Đình Thâm. Cô có thể chấp nhận trong quá khứ cô giết người, tính toán xảo quyệt nên chết không được yên lành. Nhưng cô không thể nào chấp nhận được Mạc Đình Thâm lại vì cô mà chịu bất kỳ tổn thương nào. Lẽ ra cô không nên kéo Mạc Đình Thâm vào tất cả những chuyện này, lại càng không nên tin lời anh nói. Những khó khăn này đều đã qua, vì vậy cô đã rút hết vệ sĩ quanh mình, cởi bỏ tất cả phòng bị.
Đổi lại là hai người phụ nữ điên khùng này đã lên kế hoạch cho một vụ bắt cóc như vậy. Đây đâu có phải là bắt cóc, đây rõ ràng là đồng quy vô tận. Nếu là bắt cóc, cho dù Lục Vi và Triệu Hy muốn tiền hay địa vị, Mạc Đình Thâm đều có thể đánh đổi. Nhưng bọn họ không muốn gì ngoại trừ tính mạng của Lạc Thiên Ngưng. Những kẻ liều mạng như vậy không quan tâm đến sự sống hay cái chết, trừ khi bây giờ Lăng Tiêu chạy đến bắn chết bọn họ. Nếu không, với lòng thù hận của bọn họ đối với Lạc Thiên Ngưng, cho dù là liều mạng đến hơi thở cuối cùng cũng sẽ kéo cô cùng chết. Nhưng điều tồi tệ nhất là một người đàn ông như Mạc Đình Thâm lại xuất hiện trong cái kết bi thảm này. Lẽ ra anh vốn cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, vốn nên ở lại nước để nắm lấy vương quốc thương nghiệp của mình. Nhưng tất cả đã bị hủy bởi Lạc Thiên Ngưng. Nếu Lăng Tiêu không đến, Mạc Đình Thâm sẽ chết ở đây. Sự hỗn loạn trong mắt cô, máu và tiếng cười điên cuồng của phụ nữ, tất cả đều mang theo sự tàn nhẫn quen thuộc. Trong thoáng chốc, nó đã kéo cô trở lại món nợ đẫm máu mà cô không thể thoát khỏi kiếp trước. Lạc Thiên Ngưng nghĩ, đời này của cô hết rồi, không thể sống tiếp nữa. Lục Vi cực kỳ đắc ý, cô ta đã chịu nhục lâu như vậy, mua chuộc được một y tá giúp cô ta phóng hỏa. Trong kho bạc còn có đủ tiền để cô ta lên kế hoạch cho hành động lần này. Khi mọi người đều cho rằng cô ta bị điên rồi, không ai có thể uy hiếp Lạc Thiên Ngưng được nữa, sẽ giáng cho cô một đòn chí mạng. Đây là chuyện mà cô ta làm tốt nhất trong đời này, cô ta đã lừa gạt tất cả mọi người. Lục Vi nhìn Lạc Thiên Ngưng cười, trong mắt mang theo tia oán hận. Cô ta nói, Lạc Thiên Ngưng, mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này của mày đi, dáng dấp đúng là loại mà tao ghét nhất kia. Đợi một chút, đoán xem tao sẽ xử lý mày như thế nào. Cắt gân của tao, đâm xuyên tim tao, rạch mặt tao, ném tao vào rừng cho chó sói ăn hả? Lạc Thiên Ngưng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Vi, hỏi từng câu từng chữ. Cô không khóc nữa, tuy rằng khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt, nhưng trên khuôn mặt cô trở nên vô cảm. Cô như người mất hồn, không hoảng sợ cũng không sợ hãi, hờ hững nhìn Lục Vi như muốn nhìn thấu tâm hồn cô ta vậy. Mày nói cái gì? Lục Vi sững sờ. Lạc Thiên Ngưng cười, mày biết rõ tao đang nói cái gì mà. Lần trước không phải mày đã giết tao như vậy hay sao? Trên mặt Lục Vi hiện lên vẻ hoảng sợ. Kể từ khi Lạc Thiên Ngưng trở về Lục gia, luôn thật thật giả giả tiết lộ quá khứ của Râu như này, khiến cô ta không thể xác định được cô là Lạc Thiên Ngưng hay là Râu. Nhưng lượng thông tin lần này dường như hơi lớn. Mày là ai? Lục Vi hỏi. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục Vi, cười bất lực. Lục Vi, tao không phẫu thuật thẩm mỹ, mày cũng không bị mất trí nhớ, tự tay hại chết người, sao lại không nhận ra rồi? Râu, râu. Lục Vi kinh hãi nhìn Lạc Thiên Ngưng. Đây là lần đầu tiên cô quang minh chính đại thừa nhận thân phận của mình như vậy. Thế nhưng rõ ràng tự tay cô ta đã hại chết người, sao có thể sống lại được? Lục Vi, không phải mày muốn biết tại sao tao lại hãm hại mày như vậy hay sao? Bây giờ tao nói cho mày biết, tao trở về là để trả thù, trả thù mối thù năm đó. Mày còn bán chết mày, tao nhớ không sai đâu nhỉ? Lạc Thiên Ngưng cười nói, sao mày có thể sống lại được? Sao mày có thể sống lại được? Lục Vi Hoàng sợ hỏi. Với vết thương nặng và môi trường tàn khốc như vậy, cô tuyệt đối không có một tia sống sót mới đúng. Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn Lục Vi, nói, tao có nói tao sống lại sao? Mày... Lục Vi không hiểu ý của Lạc Thiên Ngưng, nhưng cô ta nhìn Lạc Thiên Ngưng như thể nhìn thấy quỷ, vô cùng đáng sợ. Triệu Hy nhìn bộ dạng mất hồn của Lục Vi, cầm lấy khẩu súng lục chĩa vào Lạc Thiên Ngưng, nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cứ xử lý cô ta đi. Bang, có tiếng súng vang lên. Lạc Thiên Ngưng từ từ mở mắt, nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Mà Triệu Hy, người ngồi trên xe lăn, tay đang ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt, máu đỏ tươi từ lồng ngực cô ta chảy ra. Lạc Thiên Ngưng chết lặng. Cô quay đầu nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đang cuộn tròn trên mặt đất, rút súng bắn chuẩn vào ngực Triệu Hy. Triệu Hy thở hổn hển vài hơi, sau đó tay buông xuống, khẩu súng lục rơi xuống đất. Tất cả diễn ra quá nhanh,
Đến nỗi ngay cả Lạc Thiên Ngưng cũng không ngờ Mạc Đình Thâm lại mang theo một khẩu súng lục khi anh đến giải cứu cô. Triệu Hy hẳn là chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông cao cao tại thượng này lại nhẫn tâm đến như vậy. Khi nhìn thấy Mạc Đình Thâm ở trên thuyền ném điện thoại đi, liền yên tâm không lo nghĩ gì. Nhưng không nghĩ đến sơ suất nhỏ này lại lấy mạng cô ta. Lục Vi hoảng sợ nhặt khẩu súng lục lên. Lạc Thiên Ngưng chịu đựng cơn đau ở chân mà đá bay khẩu súng lục bên chân. Thời gian Lục Vi vồ hụt cũng chỉ có vài giây. Mạc Đình Thâm lần nữa nổ súng. Lần này Lục Vi không ngồi trên xe lăn như Triệu Hy. Mạc Đình Thâm bắn không trúng chỗ hiểm mà chỉ bắn trúng bả vai Lục Vi. Lục Vi ngã xuống đất, ôm chặt lấy bờ vai đang chảy máu. Cô ta không còn cơ hội chạm vào khẩu súng lục nữa. Nhưng Lục Vi đã phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nấp sau lưng Lạc Thiên Ngưng, coi Lạc Thiên Ngưng trở thành một lá chắn thịt người. Mạc Đình Thâm chậm rãi đứng dậy. Mặc dù vừa rồi động tác của anh rất nhanh, phản ứng cũng rất nhanh, khi Lục Vi và Triệu Hy đang bận cãi nhau với Lạc Thiên Ngưng, anh đã nắm bắt cơ hội nổ hai phát súng. Nhưng Lục Vi đã bắn trúng bụng anh là thật, bụng dưới vẫn rỉ máu, sắc mặt anh tái mét đến đáng sợ. Một tay anh che vết thương trên bụng, tay còn lại cầm súng lục, từng bước đến gần Lạc Thiên Ngưng, nhìn chằm chằm Lục Vi ở phía sau, người phụ nữ đã động trúng trái tim của anh. Anh giết cô ta cũng cảm thấy không đủ. Trái tim của anh chính là Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm tiến lên hai bước, nhưng Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nói: "Đừng tới đây, đừng đi về phía trước." Mạc Đình Thâm sững sờ một hồi, nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nói: "Có bom ở dưới ghế, Lục Vi đã gài bom." Lục Vi vẫn đang nấp sau lưng Lạc Thiên Ngưng, cười nói: "Mạc Đình Thâm, nếu tôi cắt một giây, bom sẽ lập tức nổ tung. Anh đoán xem, súng của anh nhanh hơn hay tay của tôi nhanh hơn?" Đây là một tình huống sinh tử. Dưới ghế Lạc Thiên Ngưng có một cột bom. Một khi Lục Vi cắt trúng dây nổ, ngay cả khi chưa đến thời gian, quả bom sẽ phát nổ ngay lập tức. Lạc Thiên Ngưng thậm chí cũng không thể chạy, chưa kể đến chân cô bị thương, còn bị trói vào ghế. Lạc Thiên Ngưng có lẽ đã nhìn thấy kết cục của mình, vì vậy cô kéo khóe miệng, nở một nụ cười không mấy dễ nhìn với Mạc Đình Thâm, nói: "Xin anh đó, đi đi." "Nói nhảm gì vậy? Anh lúc nào bỏ lại em?" Mạc Đình Thâm nói. Nước mắt Lạc Thiên Ngưng lập tức rơi xuống. Người đàn ông Mạc Đình Thâm này nói lời tâm tình cũng không chớp mắt lấy một cái, ngọt ngào dễ nghe chết người. Những năm này ở bên cạnh anh, chính xác là anh chưa từng bỏ lại cô, để cô từng chút tiếp nhận anh, từng chút tìm lại cảm giác an toàn đó, để cho cô quyết một lòng cùng anh sống hết quãng đời còn lại. Chỉ là đáng tiếc, một bước sai lầm tất cả đều mất đi, cô chỉ còn cách cái kết có hậu một bước nữa thôi, nhưng lại để mọi chuyện phát triển đến mức này. Những món nợ máu đó đều là của cô, không nên để ai thay cô trả. Kiếp này sống lại, cô cũng từng cứu người, cũng từng làm hại người. Có lẽ quả báo của cô chính là ngày hôm nay. Lạc Thiên Ngưng vừa khóc vừa nói: "Thầm thầm, đi đi, cầu xin anh, đừng chết. Nếu như em may mắn, sau này em có thể tìm được anh." "Anh không cần sau này, anh chỉ cần bây giờ." Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Lục Vi, cô làm nhiều chuyện như vậy, không phải là do không đạt được điều mình muốn thôi hay sao? Tiêu Văn Uyên đang đợi cô bên ngoài." "Anh nói cái gì?" Lục Vi ngẩn người. Tiếc nuối lớn nhất và chấp niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời này của cô ta chỉ có Tiêu Văn Uyên. Cho dù bị nhốt ở trại tâm thần, nhưng không có một giây phút nào là cô ta không nghĩ đến Tiêu Văn Uyên. Trước khi Mạc Đình Thâm đến đây, anh không chỉ thông báo cho Lăng Tiêu mà còn thông báo cho Tiêu Văn Uyên. Anh nghĩ chỉ cần có thêm một phần cơ hội cứu Lạc Thiên Ngưng, anh cũng không bỏ qua. Cho dù Tiêu Văn Uyên đến cứu người cũng được, chỉ cần Lạc Thiên Ngưng sống sót. "Hắn ở bên ngoài," Mạc Đình Thâm nói tiếp. "Cô bỏ bom ra, đi ra ngoài là có thể nhìn thấy hắn." "Anh dẫn theo người khác tới!" Lục Vi tức giận hét lên. "Không phải!" Mạc Đình Thâm lập tức phủ nhận. "Tiêu Văn Uyên phát hiện Lục gia không có ai, với thế lực của hắn, tra được chân tướng cũng rất đơn giản. Tôi và Tiêu Văn Uyên ở thế đối lập, sao tôi có thể dẫn hắn tới?" Lạc Thiên Ngưng cũng nói.
Không phải mày muốn gặp Tiêu Văn Uyên một lần sao? Hôm nay bỏ lỡ thì sẽ không gặp được nữa rồi. Ánh mắt Lục Vi lung lay, lại cảnh giác nhìn Mạc Đình Thâm. Anh đi nhặt súng, hủy đạn đi. Mạc Đình Thâm có chút suy yếu, đi lại rất khó khăn, vẫn phải đi nhặt súng, hủy đạn đi. Súng của anh cũng hủy đạn đi, Lục Vi nói. Mạc Đình Thâm làm theo ý Lục Vi, Lục Vi vẫn không yên lòng. Anh ném súng qua đây, tôi lấy súng, anh cầm đạn. Đáng chết, người phụ nữ này điên ở chỗ nào? Cô ta rõ ràng rất khôn khéo, giống như lúc làm Lục đại tiểu thư, tổng thanh tra Lục thị. Mạc Đình Thâm chỉ có thể siết tất cả đạn trong tay, ném súng đến bên chân Lục Vi. Lục Vi nhặt hai khẩu súng kia lên, bên trong chính xác không còn viên đạn nào. Mặc dù không có đạn, nhưng cầm súng vẫn có chút cảm giác an toàn. Cô ta cầm súng chĩa vào Mạc Đình Thâm, nói: hai người các người đều sẽ chết ở đây. Nói xong, Lục Vi đạp đổ thùng gỗ bên cạnh, sau đó từ trong túi quần lấy ra một cái bật lửa, châm lửa rồi ném xuống đất. Ngọn lửa lập tức bùng lên. Mạc Đình Thâm vẫn không hề để ý đến thùng gỗ chứa đầy xăng kia. Cảnh tượng này gần như khiến Lạc Thiên Ngưng rơi vào tuyệt vọng. Cô không biết Lục Vi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay như thế nào, phải hận đến mức nào mới có thể nghĩ ra nhiều cách tàn nhẫn để giết cô như vậy. Gỗ trong nhà kho bỏ hoang chất thành đống, chẳng mấy chốc đã bốc cháy. Lục Vi lợi dụng lửa bốc cháy chạy ra cửa. Mạc Đình Thâm đã lập tức lao tới trước mặt Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng bị sặc khói đến khó chịu, nói đứt quãng: đi mau, đi mau, không hủy được bom đâu. Không thử thì làm sao biết được. Mạc Đình Thâm cởi dây trói cho Lạc Thiên Ngưng, nhìn con dao trên chân cô có chút không xuống tay được. Rút ra đi, em không sao. Mạc Đình Thâm vươn tay rút con dao trên chân cô ra. Lạc Thiên Ngưng kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn Mạc Đình Thâm nhanh chóng chui xuống dưới ghế. Cô nói: loại bom đại khái là Lục Vi mua ở chợ đen. Cô ta nói chỉ cần em đứng lên thì sẽ phát nổ, anh không cứu được em đâu. Mạc Đình Thâm nhìn vào đồng hồ bấm giờ của quả bom: 40 giây, anh sẽ cứu em. Anh rút ra hai sợi dây, một đỏ và một xanh, vẫn còn có một sợi vàng. Anh không phải chuyên gia, cũng không biết sợi vàng nghĩa là gì. Nghiến răng nói: à ngừng, nếu anh không cỡ được. Mạc Đình Thâm, xin anh đó, anh đi đi. Lạc Thiên Ngưng khóc bảo anh rời đi. Người đàn ông vẫn nhất quyết chui xuống ghế để gỡ bom. Cô dâu của anh ở đây, anh đi làm gì? Mạc Đình Thâm cười: Mạc Đình Thâm, cô mượn nó có phải anh điên rồi ấy không? Nếu như anh chết ở đây thì làm sao bây giờ? Lạc Thiên Ngưng giận dữ chửi tục, bật khóc. Mạc Đình Thâm cười: ít nhất lần này em không một mình. Anh hít một hơi thật sâu, nói: anh cắt đây. Em yêu anh, Mạc Đình Thâm, em yêu anh. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nói. Cô nghĩ nếu đây là kết cục, vậy cô muốn nói thêm vài lời ngọt ngào với Mạc Đình Thâm. Anh cũng yêu em, còn lại thì về nhà nói. Mạc Đình Thâm hít một hơi thật sâu. Anh chỉ có thể dùng dao cắt đứt sợi dây đỏ trong đó theo những gì anh biết. Đồng hồ dừng lại ở giây 25, tiếng bíp bíp khiến người ta run sợ biến mất. Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm đều thở phào một hơi. Mạc Đình Thâm bỏ ra, mỉm cười nói: không sao rồi, không sao rồi. Lạc Thiên Ngưng lập tức đứng dậy khỏi ghế. Đồng hồ đếm thời gian vốn đã dừng nay lại chạy, thậm chí còn nhanh hơn trước. Trong nháy mắt đã đến 15 giây. Tiếng bíp vang lên như đòi mạng. Mạc Đình Thâm lập tức ngồi xuống, đồng hồ trở lại bình thường. Đi từng giây, anh nói: là bom tử mẫu. Tuy rằng cắt đứt đường hoàn lực của bom chính, nhưng lại kích phát đạn. Bây giờ rời khỏi ghế, với tốc độ đếm ngược hiện tại, khoảng 7 đến 8 giây sẽ phát nổ, anh không gỡ được. Lạc Thiên Ngơ ngơ ngác nhìn Mạc Đình Thâm đang ngồi trên ghế. Anh vẫn hùng dũng như lần đầu gặp mặt, dù trên người dính đầy máu và bụi nhưng vẫn không giấu được hào quang của anh. Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Thiên Ngưng, anh đếm 1, 2, 3, sau đó chúng ta cùng chạy. 10 mấy giây, em có thể chứ? Lạc Thiên Ngưng che vết thương trên đùi, gật đầu nói: có thể, em có thể. À Ngưng, sẽ không có chuyện gì đâu. Mạc Đình Thâm nói: 1, 2, 3, chạy. Lạc Thiên Ngưng lập tức cố gắng hết sức chạy đến cửa nhà kho, nhưng quay đầu lại không thấy Mạc Đình Thâm đi theo.
Trong nháy mắt lòng cô như bị ném vào hầm băng, cả người run lên. Cô tin người đàn ông này nhất trên đời lúc này vẫn tin tưởng anh. Mộc Đình Thâm chắc chắn cũng biết Lạc Thiên Ngưng sẽ tin tưởng anh. Người đàn ông đang ngồi trên ghế, máu ở bụng đã nhuộm đỏ cả áo sơ mi, mất nhiều máu đến mức không còn sức để chạy ra ngoài với cô. Một khi buông tay ra thì sẽ mất 7-8 giây để Lạc Thiên Ngưng kéo anh, căn bản sẽ không có khả năng ra ngoài. Cho nên anh lựa chọn ở lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của người phụ nữ càng lúc càng xa trong làn khói dày đặc. Lạc Thiên Ngưng quay lại nhưng bị người khác giữ lấy. Cô quay đầu lại, giống như bắt được sợi dây cứu mạng, nói: Tiêu Văn Uyên, Mạc Đình Thâm vẫn còn ở bên trong, cứu anh ơi. Tiêu Văn Uyên kéo Lạc Thiên Ngưng ra, nhưng Lạc Thiên Ngưng nhất quyết muốn quay lại. Tiêu Văn Uyên chỉ có thể bế cô lên. Cứu em trước rồi hãy nói. Khi Tiêu Văn Uyên bế Lạc Thiên Ngưng chạy ra cửa, đụng phải Lăng Tiêu đang chạy tới, Lạc Thiên Ngưng lập tức hét lên: Lăng Tiêu, Đình Thâm vẫn còn ở trong đó, cứu người. Lăng Tiêu hét lên, nhưng vừa dứt lời, trong kho hàng vang lên một tiếng rầm. Tiêu Văn Uyên bảo vệ Lạc Thiên Ngưng ở dưới thân, ôm lấy đầu. Tiếng nổ chói tai khiến Lạc Thiên Ngưng ù tai, dường như tâm hồn cô cũng bị nổ. Cô nhìn vào nhà kho trong chốc lát đổ nát, lửa cháy giống như hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, hùng tráng diễm lệ. Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người, anh ta chạy tới theo manh mối mà Mạc Đình Thâm để lại, thậm chí còn mang theo súng bắn tỉa, sợ Lục Vi mang súng bên người. Nhưng tất cả mọi người không ai nghĩ đến trong nhà kho còn có bom. Lăng Tiêu ngay lập tức gọi người đến tìm kiếm và cứu hộ, cũng không quan tâm đến Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng muốn đuổi theo cùng đi cứu người, nhưng bị Tiêu Văn Uyên ngăn lại. Tiêu Văn Uyên nói: Đừng đi, bọn họ nhiều người như vậy, sẽ tìm được. Chân Lạc Thiên Ngưng mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất, nhưng được Tiêu Văn Uyên đỡ lấy. Hắn ôm ngang Lạc Thiên Ngưng lên, đặt lên xe. Em lo lắng cũng không có tác dụng gì. Không phải ngay cả người của anh Lăng Tiêu cũng đem đến hay sao? Lúc này Lạc Thiên Ngưng cũng không có tâm trạng nói chuyện với Tiêu Văn Uyên, mà chỉ nhìn chằm chằm về hướng nhà kho, chờ mong người đàn ông kia có thể xuất hiện lần nữa. Cũng không lâu lắm liền nghe thấy có người bên kia hô lên: Tìm được rồi. Lạc Thiên Ngưng lập tức đứng lên, nhưng đầu lại choáng váng. Tiêu Văn Uyên đỡ lấy cô: Được rồi, không phải là đã tìm được rồi hay sao? Lăng Tiêu dẫn người đến nâng Mạc Đình Thâm, người không thể nhận ra nữa, lên cáng cứu thương. Nhưng Tiêu Văn Uyên lại đưa Lạc Thiên Ngưng lên một chiếc xe khác. Nhìn thấy bộ dạng thất thần của Lạc Thiên Ngưng, Tiêu Văn Uyên nói: Cho dù cứu được, khuôn mặt hắn cũng bị hủy. Hủy dung tôi vẫn cần anh ấy, sống hay chết tôi vẫn cần anh ấy. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nói. Cô ấy không quan tâm người đàn ông đó có bị hủy dung hay thiếu tay chân, chỉ cần anh còn một hơi thở, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh. Tiêu Văn Uyên dựa vào ghế xe, ánh mắt tối sầm lại. Khuôn mặt khiến hắn nhớ nhung này, nhưng lại thâm tình với người khác. Nửa tiếng trước, Tiêu Văn Uyên là người đầu tiên đến đây. Hắn thấy Lục Vi chạy ra khỏi nhà kho, liền sai người chặn cô ta lại. Nhưng Lục Vi lại hét lên: Văn Uyên, râu, râu, cô ta chưa chết. Tiêu Văn Uyên giữ chặt lấy Lục Vi, hỏi: Cái gì mà râu chưa chết? Cô đang nói cái gì? Lục Vi ôm lấy cánh tay của Tiêu Văn Uyên, run rẩy nói: Lạc Thiên Ngưng bên trong, cô ta chính là râu, chính miệng cô ta thừa nhận em không có giết cô ta. Văn Uyên, hãy tin em. Tiêu Văn Uyên nhìn vào nhà kho với ánh mắt phức tạp. Tất cả mọi người đều bị đánh lừa bởi lời nói dối của người phụ nữ này, kể cả bản thân hắn. Hắn tin cô nói về song bào thai kia, thế nhưng bây giờ lại là chuyện gì đây? Hắn vẫn ngày đêm nhớ đến gương mặt đó, người đó, nhớ nhung giống như bị bỏ thuốc vậy, đả thương con người hắn. Cũng khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Điều quan trọng nhất là bên ngoài có một người phụ nữ giống hệt như vậy có thể giải tỏa dục vọng bên trong hắn. Cho nên hắn mới hối hận. Hắn không muốn Lạc Thiên Ngưng cảm kích. Hắn muốn người này, cô có phải là râu hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần Mạc Đình Thâm chết, người phụ nữ này sẽ thuộc về riêng hắn. Cho nên hắn mới cho Lục Vi một cơ hội như vậy, giúp cô ta thoát khỏi trại tâm thần, mượn tay Lục Vi xử chết Mạc Đình Thâm. Còn hắn làm ngư ông đắc lợi, nếu như không có hắn, căn bản Lục Vi không thể lấy được thuốc nổ. Thế nhưng hắn không thể ngờ, Lục Vi không giết Mạc Đình Thâm theo thỏa thuận, mà lại trói Lạc Thiên Ngưng. Lòng hắn nóng như lửa đốt chạy đến đây, còn may là Lạc Thiên Ngưng đã chạy ra ngoài, như hắn mong muốn. Trong lúc trời xui đất khiến, cuối cùng Mạc Đình Thâm cũng lưu lại trong phạm vi nổ. Tiêu Văn Uyên nghiêng đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng đang mê man ở một bên.
Hắn đưa tay chạm vào tóc cô, xúc cảm quen thuộc như vậy. Như vậy khiến cho lòng hắn có cảm giác thỏa mãn. Hắn đúng, hoặc Lục Vi cũng đúng. Cô gái này chính là rau của hắn. Coi như không phải thì chỉ cần gương mặt này cũng đủ rồi. Mạc Đình Thâm bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện, sống chết còn chưa rõ. Cho dù có tỉnh lại, khoảng thời gian này cũng đủ để Tiêu Văn Uyên giấu Lạc Thiên Ngưng đi, giấu đến nơi không ai tìm được, rồi dùng thuật thôi miên tẩy não. Cho dù là dùng cách gì, chỉ cần cô quên đi Mạc Đình Thâm đều được. Tiêu Văn Uyên muốn cho Lạc Thiên Ngưng biết là hắn đã cứu cô ra khỏi đám cháy. Người đàn ông chết trong vụ nổ chỉ là một người qua đường không quan trọng mà thôi. Hơn nữa, cái chết của người qua đường này không liên quan gì đến hắn. Ngay cả kẻ thù hắn cũng xử lý xong cho cô. Lục Vi bị nhốt ở ám uyên, chờ Lạc Thiên Ngưng đến trả thù bất cứ lúc nào. Sau khi Lăng Tiêu đưa Mạc Đình Thâm tới bệnh viện, bác sĩ trực tiếp đưa anh vào phòng cấp cứu. Ôn Tử Dương cùng Chu Tử Phạm cũng đang trên đường tới. Không ai ngờ được sự việc đột nhiên có ngày hôm nay. Chờ Lăng Tiêu nhớ tới Lạc Thiên Ngưng thì Lạc Thiên Ngưng đã mất tích cả đêm. Anh ta chỉ nghĩ tới thương thế của Mạc Đình Thâm, bản thân cho là thuộc hạ sẽ đưa Lạc Thiên Ngưng tới bệnh viện. Nhưng bây giờ nhớ tới lại không thấy Lạc Thiên Ngưng đâu. Hỏi ai cũng chưa từng gặp cô. Lúc này anh ta mới ý thức được anh ta đã bỏ quên cô. Chuyện Lạc Thiên Ngưng mất tích lớn như thế nào cũng không cần nói. Cho dù Mạc Đình Thâm có bình an vô sự tỉnh lại, nếu phát hiện Lạc Thiên Ngưng mất tích chắc chắn sẽ tức chết. Lăng Tiêu lập tức phái người đi tìm, thậm chí còn tới công ty Tiêu Thị tìm người, nhưng không tìm được Tiêu Văn Uyên, càng không tìm thấy Lạc Thiên Ngưng. Lăng Tiêu ý thức được là Tiêu Văn Uyên đã đưa Lạc Thiên Ngưng đi mất. Lúc Lạc Thiên Ngưng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy trước giường có người trông chừng nên có chút hoảng hốt. Trước đây lúc cô tỉnh dậy luôn luôn là Mạc Đình Thâm bên cạnh, nhưng bây giờ người bên cạnh cô lại là Tiêu Văn Uyên. Cho dù gương mặt hắn có đẹp trai thế nào đi nữa thì Lạc Thiên Ngưng cũng không có một chút hứng thú. Người cô muốn gặp, nhớ nhung chỉ có Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng ngồi dậy, nhìn xung quanh liền ngẩn người. Nơi này rất rõ ràng là một trong những bất động sản nổi tiếng của Tiêu Văn Uyên. Cô đã từng tới đây. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm Tiêu Văn Uyên, hỏi: Mạc Đình Thâm đâu? Tiêu Văn Uyên nhìn cô không nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng đứng lên muốn tự mình ra ngoài, nhưng còn chưa nhấc chân, trên đùi đã truyền tới cơn đau đớn. Vết thương đã băng bó, nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể tự do đi lại như trước. Lạc Thiên Ngưng bám vào tường nhích dần ra cửa. Râu, em đi đâu? Tiêu Văn Uyên đột nhiên hỏi. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Tôi đã nói rồi, râu đã chết. Được rồi, coi như điều em nói là thật đi. Dù sao anh cũng không quan tâm em tên là gì. Lạc Thiên Ngưng nhìn hắn, hỏi: Ý của anh là gì? Ý là em cứ ở đây trước, qua mấy ngày nữa anh sẽ sắp xếp đưa em rời đi. Tiêu Văn Uyên nói. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm hắn, hỏi: Rời đi? Tôi đã nói tôi không phải là râu. Anh đưa tôi đi đâu? Tôi muốn gặp Mạc Đình Thâm. Từ nay về sau không có Mạc Đình Thâm. Tiêu Văn Uyên nói. Em có phải là râu hay không? Không phải em nói là được. Anh nói mới tính. Lạc Thiên Ngưng đang muốn tranh luận, Tiêu Văn Uyên đột nhiên nói. Anh khuyên em không nên hành động thiếu suy nghĩ. Anh không muốn dùng vũ lực với em, cũng không muốn hạ thuốc khiến đứa bé trong bụng của em bị thương. Em nên ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Sau khi chữa khỏi thương thế, chúng ta liền đi. Lạc Thiên Ngưng ngây ngốc hỏi. Đứa bé? Đứa bé nào? Sắc mặt Tiêu Văn Uyên rất khó coi. Từ khi hắn đưa Lạc Thiên Ngưng về, cô vẫn luôn hôn mê. Hắn gọi bác sĩ tới kiểm tra một lượt, lại khám ra Lạc Thiên Ngưng đã mang thai. Cô gái hắn vất vả đặt về thế mà lại mang thai. Em đã mang thai 1 tháng rồi. Tiêu Văn Uyên nói xong liền đóng sập cửa rồi đi. Lạc Thiên Ngưng ngẩn ngơ ngồi trên giường, sờ tay lên bụng. Cô mang thai 1 tháng rồi. Trong bụng cô hiện giờ đang có một tiểu bảo bảo sao? Là con của cô và Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng nghĩ thông, coi như vì đứa nhỏ, cô sẽ không lấy cứng chọi cứng làm ở Mỹ với Tiêu Văn Uyên. Cô phải sống thật tốt rồi trở về gặp Mạc Đình Thâm. Tiêu Văn Uyên không hề ngược đãi cô, mỗi ngày 3 bữa đều cực kỳ phong phú dinh dưỡng, còn cố ý chăm sóc người phụ nữ có thai là cô ăn ngon uống tốt. Lạc Thiên Ngưng không muốn có vệ sĩ trông coi, Tiêu Văn Uyên liền rút người đi. Cô không muốn trong biệt thự có quá nhiều người hầu qua lại. Tiêu Văn Uyên cũng chỉ để lại cho cô một người giặt giũ nấu cơm. Phàm là yêu cầu Lạc Thiên Ngưng đưa ra, có thể đáp ứng, hắn đều đáp ứng.
Hắn chiều chuộng cô giống như muốn bù đắp lại thua thiệt những năm kia của râu. Chỉ là từ đầu đến cuối, Lạc Thiên Ngưng vẫn không cho hắn sắc mặt tốt. Tiêu Văn Uyên ngẫu nhiên nói chuyện hai câu cũng sẽ bị Lạc Thiên Ngưng làm cho phát cáu, đóng sập cửa rồi đi. Lạc Thiên Ngưng cứ chờ đợi qua ngày như vậy, chờ lúc nào đó Mạc Đình Thâm có thể tới cứu cô. Chỉ cần chưa có tin tức, Mạc Đình Thâm nhất định sẽ không có chuyện gì. Có Lăng Tiêu, Ôn Tử Dương ở đó, nhất định sẽ không có chuyện gì. Kế hoạch tẩy não Lạc Thiên Ngưng của Tiêu Văn Uyên gặp trở ngại vì Lạc Thiên Ngưng mang thai. Kế hoạch đó cần dùng tới một chút thuốc. Bác sĩ nói thuốc sẽ có tổn thương nhất định tới thai nhi. Hắn cân nhắc đánh giá liên tục vẫn là không ra tay. Nhưng sự do dự của hắn lại cho Lạc Thiên Ngưng cơ hội. Cô ở trong biệt thự liên hệ chuyện ở trại tâm thần với Tiêu Văn Uyên, thậm chí còn nghĩ tới những vật chỉ có ở chỗ đen kia. Mọi chuyện nháy mắt đều sáng tỏ. Cô cho là mọi chuyện đều do Lục Phi cùng Triệu Hy làm. Nhưng cô nghĩ hai người phụ nữ kia làm gì có bản lĩnh lớn đến như vậy. Hóa ra là có Tiêu Văn Uyên đứng ở sau lưng. Vậy thì làm được như vậy cũng rất là bình thường. Vì có Tiêu Văn Uyên âm thầm trợ giúp, thế nên bọn họ mới có thể thuận lợi bắt cóc cô, ép Mạc Đình Thâm tới tình trạng kia. Lạc Thiên Ngưng nghĩ Tiêu Văn Uyên cùng cô hẳn là sinh ra đã đối lập. Nếu không cô cũng không vì hắn mà hai lần rơi vào tuyệt cảnh. Hôm nay Tiêu Văn Uyên quay lại biệt thự thăm cô, Lạc Thiên Ngưng hiếm thấy dễ chịu nói với hắn hai câu. Cô hỏi: anh muốn đưa tôi đến nơi nào? Nơi nào cũng được, không ai có thể tìm tới là được. Tiêu Văn Uyên móc thuốc lá ra, lại nhìn Lạc Thiên Ngưng, sau đó phiền não ném thuốc lên bàn. Đứa bé thì sao? Anh định xử lý con của tôi thế nào? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Đưa cho Mạc Đình Thâm, nếu anh ta còn sống, Tiêu Văn Uyên nói. Tôi muốn con của mình, Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nói như vậy. Lại nói: tôi cũng muốn Mạc Đình Thâm, tôi không cần anh. Mỗi ngày đều là thế này. Tiêu Văn Uyên muốn nói chuyện với cô thật tốt, nhưng Lạc Thiên Ngưng kiểu gì cũng sẽ làm lửa giận của hắn bốc lên, khiến hắn tức giận. Tiêu Văn Uyên nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: giữ lại đứa bé đã không tệ rồi, không nên được voi đòi tiền. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên cúi người, co rúm thân thể, ôm lấy bụng rên hừ hừ. Lúc bác sĩ kiểm tra ra cô mang thai, đã nói thân thể cô không được tốt, lại thêm giày vò hai ngày này khiến cô có chút suy yếu. Vì thế Lạc Thiên Ngưng vừa biểu hiện như vậy, Tiêu Văn Uyên lập tức nghĩ cô không thoải mái. Lửa giận trong lòng tiêu tan, Tiêu Văn Uyên đi tới, ôm Lạc Thiên Ngưng lên, hỏi: khó chịu chỗ nào? Hắn còn chưa nói xong, phần bụng liền truyền tới cảm giác đau đớn. Hắn cúi xuống thấy trong tay Lạc Thiên Ngưng cầm con dao gọt trái cây đâm vào bụng hắn. Cô gái nằm trong ngực hắn, hỏi: Tiêu Văn Uyên, bom lạnh đưa cho Lục Vi, có phải không? Tiêu Văn Uyên cảm thấy con mẹ nó, hắn thật không có tiền đồ. Lúc này còn nghĩ trước tiên phải bỏ Lạc Thiên Ngưng xuống tránh làm ngã cô. Nhưng Lạc Thiên Ngưng lại gắt gao nắm chuôi dao, lại hỏi: anh cho rằng nổ chết Mạc Đình Thâm thì tôi sẽ đi cùng với anh sao? Tiêu Văn Uyên nắm chặt tay cô, tránh việc cô dùng thêm lực, hít một hơi lạnh, nói: em vẫn là không hề thay đổi, lòng dạ độc ác. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên rút dao, một tay cầm gạt tàn trên bàn đập xuống đầu Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên liền ngất đi. Lạc Thiên Ngưng lập tức hô người đến. Lúc người hầu chạy vào, cô co rúm trên mặt đất kêu đau bụng. Người hầu biết cô mang thai, nhìn trên đất đầy máu cùng người bất tỉnh, liền hốt hoảng gọi xe cứu thương. Vừa tới bệnh viện, Lạc Thiên Ngưng thừa dịp loạn chạy đi. Cô vô cùng lo lắng chạy tới chỗ y tá đứng, hỏi: nơi này có bệnh nhân nào tên là Mạc Đình Thâm không? Là mấy ngày trước đưa tôi. Y tá lật lật ghi chép, nói: ở phòng bệnh ICU. Lạc Thiên Ngưng hỏi chỗ rồi vội vàng chạy lên. Mấy ngày rồi cô chưa gặp Mạc Đình Thâm. Sau khi qua khỏi vụ nổ kia, cô còn chưa biết Mạc Đình Thâm thế nào. Cô còn muốn mau chóng tới báo cho Mạc Đình Thâm là cô mang thai rồi. Lạc Thiên Ngưng vọt tới phòng bệnh, lại thấy Chu Tử Phạm đang canh giữ ở cửa. Cô bước tới hỏi: Đình Thâm đâu? Anh ấy sao rồi? Chị Dông Nho, sao chị lại ở đây? Chu Tử Phạm hoang mang nhìn Lạc Thiên Ngưng đột nhiên xuất hiện, đưa tay đỡ cô, chỉ sợ cô ngã xuống. Mấy ngày nay bọn họ đều cho là Lạc Thiên Ngưng đã mất tích, Lăng Tiêu chỉ kém điều muốn lật tung nơi này lên. Nhưng Tiêu Văn Uyên thực sự có rất nhiều bất động sản,
Bọn họ muốn tra cũng không thể lập tức tra ra được cô ở nơi nào. Họ phái người canh chừng ở các nhà ga sân bay ở thành phố này. Chỉ cần Lạc Thiên Ngưng chưa bị đưa đi nên có thể tìm được. Nhưng không nghĩ tới cô cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Đình Thâm thế nào rồi? Lạc Thiên Ngưng không để ý tới cái khác, chỉ quan tâm Mạc Đình Thâm. Chu Tử Phạm ấp à ấp úng không nói. Lạc Thiên Ngưng gấp gáp nói, cậu nói gì đi, thế nào rồi? Thiên Ngưng, Ôn Tử Dương đi tới. A Thâm ở bên trong. Tôi biết anh ấy ở bên trong, tôi muốn biết anh ấy thế nào. Lạc Thiên Ngưng kéo áo khoác trắng của Ôn Tử Dương hỏi. Thiên Ngưng, chúng tôi đều không ngờ được kho hàng sẽ cháy, còn có cả bom. Ôn Tử Dương nói. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, yếu ớt gật đầu một cái. Tôi biết. Tôi hỏi anh ấy thế nào, bị thương chỗ nào? Phần bụng trúng đạn, mất quá nhiều máu. Lúc vụ nổ xảy ra, cậu ấy cách nơi nổ quá gần, nội tạng và não bộ đều bị tổn thương. Kho hàng bị sập đè gãy chân, còn có lửa, bị bỏng cũng rất nghiêm trọng. Ôn Tử Dương liên tục nói thương thế của Mạc Đình Thâm, mỗi một câu nói như đánh vào lòng Lạc Thiên Ngưng. Cho nên bao giờ anh ấy có thể tỉnh lại không? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Thiên Ngưng à? Ôn Tử Dương khó có nghiêm túc đứng đắn. Lạc Thiên Ngưng nhìn Ôn Tử Dương, chờ anh đưa ra một câu trả lời hài lòng. À Thâm, cậu ấy tỷ lệ tỉnh lại không lớn. Nếu nửa tháng nữa không tỉnh thì sẽ trở thành người thực vật. Cô hiểu chứ? Tôi không hiểu. Lạc Thiên Ngưng nhìn người đàn ông, người quấn đầy băng gạc nằm trong phòng bệnh, quấn kín đến nỗi cô cũng không nhận ra được. Cô nói, không nhất định là chưa tới nửa tháng, anh ấy sẽ tỉnh. Lạc Thiên Ngưng mỗi ngày đều ăn ở tại phòng bệnh. Phòng ICU của Mạc Đình Thâm không cho phép người ngoài đi vào. Cô lấy thân phận phụ nữ có thai ở lại phòng bệnh bên cạnh, trừ lúc ăn ngủ ra, còn lại cô đều ngồi chờ ngoài phòng bệnh của anh. Sau khi Tiêu Văn Uyên tỉnh lại có tới tìm cô một lần, nhưng bị người của Lăng Tiêu cản lại. Tiêu Văn Uyên vì muốn gặp cô, nguyện ý giao Lục Vi cho cô, nhưng Lạc Thiên Ngưng cũng không thèm để ý. Cô đâm Tiêu Văn Uyên một đao, hắn không chết thì coi như thôi, cô cũng không muốn động tới Lục Vi nữa. Bây giờ Lạc Thiên Ngưng cảm thấy có lẽ khi xưa chính mình phạm phải quá nhiều sát nghiệt, nên những báo ứng kia đều rơi vào Mạc Đình Thâm. Nếu bớt tổn thương một người có thể đổi về Mạc Đình Thâm, cô cũng cảm thấy rất đáng giá. Lúc chạy tới Lục Gia báo thù, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Nhìn Mạc Đình Thâm bất tỉnh trong phòng bệnh, Lạc Thiên Ngưng hối hận. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay, cô sẽ không báo thù, không trở về Lục Gia, sẽ buông tha Lục Vi, sẽ cách xa Tiêu Văn Uyên, nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp. Cô nghĩ trong bụng cô đã có con của Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm sẽ không cam lòng rời khỏi bọn họ như vậy, nhất định anh sẽ tỉnh lại. Một ngày anh chưa tỉnh, cô sẽ chờ một ngày, một năm chưa tỉnh, cô sẽ chờ một năm. Mắt thấy nửa tháng sắp trôi qua, Mạc Đình Thâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trái tim Lạc Thiên Ngưng chìm xuống từng ngày. Ôn Tử Dương đã nhiều lần nói với cô, thương thế của Mạc Đình Thâm rất nặng, để cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thương thế của anh vì sao lại nặng như vậy? Vì anh ngồi trên ghế, đợi Lạc Thiên Ngưng chạy ra khỏi nhà kho mới đứng lên. Thời gian ngắn ngủi mấy giây, không đủ để anh chạy khỏi phạm vi nổ. Nói cách khác, nếu không có Lạc Thiên Ngưng, Mạc Đình Thâm sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cảm giác tội lỗi hành hạ Lạc Thiên Ngưng khiến cô không có tâm trạng ăn uống. Nếu không phải vì đứa bé, cô thực sự không muốn ăn. Ngày cuối cùng của thời hạn nửa tháng kia, Lạc Thiên Ngưng ngồi canh bên ngoài phòng bệnh, trông chừng cả ngày, nhưng tới tận khi màn đêm buông xuống, Mạc Đình Thâm vẫn không tỉnh lại. Từ ngày Mạc Đình Thâm bị thương tới nay, lần đầu tiên Lạc Thiên Ngưng không nhịn được, tựa vào tường hành lang, ngồi trên sàn nhà, lạnh như băng khóc ra tiếng. Cô hối hận không thể giết mình. Mạc Đình Thâm một mực lo lắng cô bị cửu hận nuốt chừng. Cô đã suýt nữa rơi vào hận thù không ngừng nghỉ. Vì thế anh ở bên cô, che chở cô, hiện giờ còn lôi cả bản thân anh vào. Cuối cùng Lạc Thiên Ngưng cũng từ thù hận dày vò 4 năm này hoàn toàn tỉnh ngộ. Mạc Đình Thâm chưa tỉnh, nhưng triệu chứng bệnh đã ổn định,
Vì thế Ôn Tử Dương dự định chuyển anh về bệnh viện trong nước. Lạc Thiên Ngưng cũng tới tạm biệt Đục Lão, chuẩn bị về nước cùng Mạc Đình Thâm. Trước khi về nước, dưới sự bảo vệ của Lăng Tiêu, Lạc Thiên Ngưng đi gặp Lục Vi. Lục Vi bị Tiêu Văn Uyên nhốt nửa tháng, càng người bẩn thỉu. Thấy Lạc Thiên Ngưng tới, cô ta híp híp mắt hỏi: Mạc Đình Thâm đã chết rồi sao? Lạc Thiên Ngưng nhói đau. Cô đi tới trước mặt Lục Vi, giơ tay tát cô ta một cái, sau đó nâng cằm cô ta lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Trước kia tao thực sự nên giết chết mày. Lạc Thiên Ngưng, mặc dù tao không đấu lại mày, nhưng mà hại mày đến mức này cũng đủ rồi. Lục Vi cười lớn. Cô ta nghe nói Mạc Đình Thâm đã thành người thực vật, con của Lạc Thiên Ngưng không có cha, điều này có buồn cười không cơ chứ? Lạc Thiên Ngưng đưa tay ra, Lăng Tiêu đưa dao găm trên người cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cầm lấy, không chút do dự đâm vào đùi Lục Vi, máu chảy ào ào. Lục Vi hét thảm. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng chịu đau đớn như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lạc Thiên Ngưng nắm chặt chuôi dao, hơi dùng sức. Những chuyện mày làm trước kia, tao đã nói sẽ trả lại từng cái cho mày. Ánh mắt Lạc Thiên Ngưng quá mức dọa người. Thời khắc này cô đã xé bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang. Cô không còn là nhị tiểu thư Lục gia khôn khéo, mà chính là râu, quỷ hồn chết đi sống lại, là sát địa ngục trở về. Lục Vi nhìn cô chằm chằm. Cô ta hiện tại có chút sợ hãi Lạc Thiên Ngưng thực sự sẽ giết chết mình. Nhưng cô ta không muốn chết. Dù bị Tiêu Văn Uyên giam giữ, nhưng cô ta cũng không muốn chết. Nhưng cô ta lại nghĩ Lạc Thiên Ngưng làm sao sẽ hại chết cô ta chứ. Hại chết người sẽ phải ngồi tù. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói: Cảm thấy ta không dám giết mày à, Lục Vi? Cảnh sát đã báo mày chết trong vụ nổ ở bờ biển, hài cốt không còn, cho nên hiện giờ mày căn bản không tồn tại. Tao xử lý mày sẽ không ai biết. Mày dám? Mày dám? Lục Vi lui về phía sau, hơi co lại, chân đùi chuyển tới đau đớn. Lạc Thiên Ngưng lại đưa tay ra. Lăng Tiêu có chút do dự. Anh ta không biết đây có phải là điều Mạc Đình Thâm muốn thấy hay không, hoặc là để tay Lạc Thiên Ngưng nhuốm máu có đúng hay không. Lăng Tiêu, Lạc Thiên Ngưng nói, đưa súng cho tôi. Lăng Tiêu do dự nhìn Lạc Thiên Ngưng. Thiên Ngưng, để tôi. Đưa súng cho tôi. Nếu là kẻ địch, đương nhiên tôi muốn tự mình động thủ. Lăng Tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể đưa súng cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng lưu loát lên đạn, chĩa đầu súng vào Lục Vi. Họng súng đen ngòm hướng vào mình. Lục Vi kinh hoàng hét: Lạc Thiên Ngưng, mày sẽ bị báo ứng. Mày sẽ bị báo ứng. Báo ứng sao? Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Bây giờ tao còn sợ báo ứng gì nữa? Người cô quý trọng nhất đã hôn mê bất tỉnh, hiện giờ cô đã không còn gì để mất nữa. Bằng một tiếng súng vang lên, trong khoảnh khắc ngực Lục Phi bị máu nhiễm đỏ. Lạc Thiên Ngưng lại cười: Ném cô ta đi, ném vào rừng nuôi sói. Lúc mất đi hô hấp, trong thoáng chốc Lục Phi cảm thấy ý trời đầy sao. Đã có lúc cô ta cũng từng kết liễu sinh mệnh một cô gái chỉ vì một người đàn ông mà tới giờ cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Lạc Thiên Ngưng ném súng đi, quay người rời khỏi phòng. Lúc ra cửa thấy Tiêu Văn Uyên, Lăng Tiêu cảnh giác chắn trước mặt Lạc Thiên Ngưng, sợ Tiêu Văn Uyên làm gì bất lợi với cô. Nhưng Tiêu Văn Uyên cũng chỉ đứng đó yên tĩnh nhìn cô, thật lâu mới lên tiếng hỏi: Em là râu sao? Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu mỉm cười, chậm rãi lắc đầu: Tôi không phải. Tôi là Lạc Thiên Ngưng. Là Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm. Cô biết người đứng sau chuyện này là Tiêu Văn Uyên, nhưng cô cũng không còn sức lực đi đấu với hắn. Đâm được hắn một dao là vì Tiêu Văn Uyên không có đề phòng cô, đó đã là cực hạn. Huống hồ mang theo đứa bé đi báo thù không phải việc làm của một người mẹ. Kể từ khi có đứa bé này, nhìn cô không còn giống trước nữa, ôn nhu hơn rất nhiều. Lăng Tiêu che chở cô tới ô tô. Lúc đi ngang qua Tiêu Văn Uyên, Lạc Thiên Ngưng dừng một chút, quay đầu nhìn hắn, nói: Tiêu Văn Uyên, râu đã chết. Chết rất nhiều năm rồi, nhưng lúc còn sống, cô ấy thực sự chỉ từng thích anh. Tiêu Văn Uyên ngẩn người, đưa mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng lên xe, hốc mắt đột nhiên cay cay. Thật sao?
Cô gái hắn không thể thay thế kia thực sự chỉ từng thích hắn sao? Đúng vậy. Thiếu nữ nhanh nhẹn ngại ngùng những năm kia là hắn không nhìn thấu. Lệnh điều động hãm hại cô là hắn không bắt được kẻ chủ mưu. Trách ai được chứ? Hiện tại Lạc Thiên Ngôn có gương mặt giống cô, nhưng cuối cùng cũng không phải râu. Dâu khi xưa nguyện ý đỡ đạn tay hắn, nhưng Lạc Thiên Ngưng chỉ vì đi gặp Mạc Đình Thâm mà hung hăng đâm hắn một dao, sao có thể giống nhau chứ? Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm về tới đế đô. Ôn Tử Dương đưa Mạc Đình Thâm vào bệnh viện. Ngắn ngủi mấy tháng không về mà cảm giác như đã cách mấy đời. Trình Giao cùng Tường Đình đi tới đón họ. Mỗi người đều có cảm giác lúng túng. Bọn họ nhớ Lạc Thiên Ngưng, nhưng cũng biết tình trạng của Mạc Đình Thâm. Thời khắc gặp lại vốn nên vui vui vẻ vẻ, lại không ai có thể vui được. Cũng may Mạc Thị có Chu Tử Phạm chống đỡ, truyền thông Thiên Mạc cũng có Chu Tử Vũ hỗ trợ. Ngay cả Lạc Thị kinh doanh ngày càng xuống dốc thì Lạc Thiên Ngưng cũng không có tâm tư làm ăn. Lạc Thiên Ngưng gọi ra thần tới bổ nhiệm anh ta làm tổng giám đốc. Hôn lễ của Tường Đình cũng tạm thời gác lại. Nhìn tình trạng trước mắt của Mạc Đình Thâm, Chu Tử Phạm cũng không có tâm tư chuẩn bị hôn lễ. Ít nhất đứa bé trong bụng Lạc Thiên Ngưng cũng đem đến một tia an ủi với mọi người. Tường Đình cùng Trình Giao đều tranh nhau làm mẹ nuôi, hai người chuẩn bị không ít đồ chơi cùng quần áo trẻ con cho đứa trẻ mới hoài thai một tháng này. Mỗi người ở đây đều ngóng trông ngày đứa bé chào đời, cũng ngóng trông Mạc Đình Thâm có thể tỉnh lại trước khi Lạc Thiên Ngưng sinh. Mấy tháng đầu Lạc Thiên Ngưng còn mỗi ngày đều tới bệnh viện nói chuyện với Mạc Đình Thâm. Mấy tháng sau bụng lớn dần, Tường Đình cùng Trình Giao khi rảnh liền đến chỗ cô, không cho cô ra ngoài. Gia thần tới thăm cô một lần, nhìn thấy ánh mắt cô vẫn mang theo lưu luyến thâm tình. Chỉ là Lạc Thiên Ngưng đã không còn là cô gái nhỏ trước kia nữa. Cô nằm trên ghế dài, bụng tròn nằm phơi nắng, gương mặt luôn lạnh lùng, vậy mà giờ đây mang theo ôn nhu và tỉ mỉ. Gia thần chỉ ngồi một lúc liền đi. Anh ta nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, cô gái này mặt mũi lạnh lùng, trong ánh mắt đều mang theo sát khí như muốn hủy diệt tất cả. Nhưng bây giờ Mạc Đình Thâm thay đổi cô quá nhiều, cuối cùng anh ta vẫn không đủ tư cách đứng bên cạnh cô. Mỗi ngày Lạc Thiên Ngưng đều rảnh rỗi tới mốc người. Thời kỳ đầu mang thai cô không ăn uống được gì, ăn cái gì đều nôn cái đó. Hiện giờ thấy cái gì cũng muốn ăn, cả người như quả bóng thổi căng tròn vo. Lạc Thiên Ngưng giờ khóc giờ cười, cảm giác dáng vẻ mập mạp như lúc vừa sống lại kia lại trở về. Lúc cô tới bệnh viện kiểm tra thai sản định kỳ, luôn là Ôn Tử Dương tự mình làm. Ôn Tử Dương nói với cô, anh ta nghi ngờ cô mang thai đôi. Lạc Thiên Ngưng nghĩ Lục Trịnh Kỳ có gen mang song thai, cô mang thai đôi cũng không có gì kỳ quái. Tin tức tốt này cũng chỉ có thể nói một chút với Mạc Đình Thâm, nhưng anh không thể trả lời. Không biết có phải do đang mang thai hay không mà cảm xúc của Lạc Thiên Ngưng rất bất ổn. Nửa đêm thức giấc sẽ vô cớ rơi nước mắt. Cô nghĩ chỉ là cô quá nhớ Mạc Đình Thâm thôi. Người đàn ông nằm trên giường bệnh duy trì sinh mệnh bằng bình oxy, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi mối hận đã đeo bám suốt 4 năm này. Nhưng người từng hứa cùng cô sống đến già lại không thể tỉnh lại. Ngoài nỗi nhớ sâu sắc khiến cô khó chịu ra, thì Lạc Thiên Ngân cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng rất tốt. Trước đây cô còn không dám nghĩ đến cuộc sống yên ổn như vậy, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn sinh con. Chính là sau khi bụng bầu dần dần lộ ra, Lạc Thiên Ngưng mới thực sự nhận ra mình đang mang thai. Khi cô cho rằng cả đời này sẽ chịu khổ cực, thì trong bụng cô lại mang thai hai sinh mệnh. Đây là con của cô và Mạc Đình Thâm. Trong thời gian mang thai, Cổ Huyên đã cố ý đến thăm cô, ở với cô 2 ngày, nói rất nhiều về chuyện khi mẹ cô còn trẻ. Điều khiến Lạc Thiên Ngưng đau đầu nhất là chuyện Trần Ngọc đột ngột đến thăm. Chu Tử Phạm nói anh ta chưa từng có ý muốn đón Trần Ngọc từ Anh về, nhưng Trần Ngọc lại rất hăng hái chủ động mua vé máy bay từ nước Anh xa xôi về giúp Lạc Thiên Ngưng an thai. Mỗi ngày đều nấu cho cô một loại súp khác nhau. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy cô đã béo lên rồi. Tóm lại, những ngày Mạc Đình Thâm không có ở đây, mọi người đều chăm sóc rất tốt cho Lạc Thiên Ngưng. Đôi khi Lạc Thiên Ngưng có thể nhận ra được mọi người đều đang cố gắng chăm sóc cô, thậm chí còn lo lắng cho cơ thể và tâm trạng của cô mà hoãn bỏ công việc để bầu bạn với cô như Trình Giao. Lúc mới trọng sinh thành Lạc Thiên Ngưng, cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có nhiều bạn bè đến vậy. Lúc đó cô cô đơn và dũng cảm,
chỉ muốn trả thù. Dù là đến cuối cùng lẻ loi một mình, không được chết tử tế, đều phải báo thù. Thế nhưng đến bây giờ lại có được một Mạc Đình Thâm ôn nhu. Khi ngày dự sinh của Lạc Thiên Ngưng đến gần, Ôn Tử Dương bảo cô nhập viện sớm hơn một tuần. Phòng bệnh được sắp xếp bên cạnh phòng Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy khi tinh thần tốt, cô sẽ đến phòng bệnh của Mạc Đình Thâm ngồi nói chuyện cùng anh, nói một chút về chuyện Mạc Thị, về Thiên Mặc, về Tưởng Đình và Chu Tiểu Phạm. Ôn Tử Dương nói anh chỉ hôn mê thôi, thính giác không bị ảnh hưởng gì, cho nên những gì Lạc Thiên Ngưng anh đều có thể nghe được. Thầm thầm, anh mau tỉnh lại đi, Chu Tử Phạm vẫn đang đợi anh về làm phù rể đó. Dì Trần nói sẽ đợi cho đến khi đầy tháng bé con mới trở về anh. Nếu như anh không tỉnh lại sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Em theo dì Thầm học nấu được một món ăn, chờ anh tỉnh lại em nấu cho anh ăn. Anh lười vậy không lấy được vợ đâu. Mạc Đình Thâm, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ bế con anh đi rồi kết hôn với người khác. Lạc Thiên Ngưng nâng tay Mạc Đình Thâm lên xoa xoa, như này sẽ giúp cơ thể anh bớt khó chịu. Xoa rồi lại xoa, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Lạc Thiên Ngưng úp mặt vào lòng bàn tay của Mạc Đình Thâm, nước mắt rơi xuống làm ướt đầu ngón tay anh. Giọng nói ủy khuất của người phụ nữ vang lên, mang theo sự nhớ nhung cùng quyến luyến. Đình Thâm, em nhớ anh lắm, anh tỉnh lại đi. Người đàn ông vẫn bất động như cũ. Hôm nay Lạc Thiên Ngưng đã ở trong phòng bệnh cũng đủ lâu. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, không thấy được Mạc Đình Thâm đang nằm trên giường, ngón tay giật giật khó nhìn ra. Nửa đêm, Lạc Thiên Ngưng đau bụng, vốn nghĩ rằng sẽ như thường ngày, qua một lát là sẽ ổn. Không ngờ cơn đau ập đến từng đợt khiến cô toát mồ hôi lạnh. Lạc Thiên Ngưng chật vật bấm nút bên cạnh giường. Ôn Tử Dương lập tức chạy tới, bật đèn hỏi. Thiên Ngưng, sao vậy? Bụng, đau bụng, Lạc Thiên Ngưng nói đứt quãng. Ôn Tử Dương kiểm tra sơ qua, lập tức gọi y tá tới, nói Lạc Thiên Ngưng sắp sinh, đẩy cô vào phòng sinh. Mấy ngày nay Ôn Tử Dương và chủ nhiệm khoa phụ sản đều ở trong bệnh viện, vì sợ Lạc Thiên Ngưng bất ngờ sinh con. Sau khi Lạc Thiên Ngưng được đẩy vào phòng sinh, một bác sĩ sản phụ khoa đã nhận đỡ đẻ. Ôn Tử Dương liền đi ra ngoài, liền gọi điện thoại cho Chu Tử Phạm, nhân tiện gửi tin nhắn vào nhóm của bọn họ, nói Thiên Ngưng sắp sinh, mau đến bệnh viện. Nhóm hoạt động điên cuồng, đủ loại tin nhắn gửi đến, điện thoại không ngừng vang lên. Chu Tử Phạm, sắp sinh rồi, 10 phút nữa em sẽ tới. Tường Đình, Chu Tử Phạm, đến đón em. Tuân lệnh, vậy em 15 phút nữa đến. Trình Giao, tôi vẫn đang quay phim bên ngoài, nhớ chụp ảnh gửi cho tôi nhé, ngày mai tôi sẽ bay về. Chu Tử Vũ, sinh thì sinh, có chuyện gì to tát đâu chứ. Chu Tử Vũ, Chu Tử Vũ trả lời, mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông. Lạc Thiên Ngưng nằm trong phòng sinh, cơn đau ở bụng càng lúc càng dữ dội, mồ hôi đầm đìa, đau đến phát run, nhưng lại mang theo sự hoảng sợ. Kiếp trước cô đã trải qua mưa bom bão đạn, kiếp này cũng trải qua nhiều đấu đá, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô lại chưa từng trải qua chuyện sinh con. Dù là đã học được nhiều thứ về sinh đẻ, nhưng khi nằm ở đây cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Ngoài Mạc Đình Thâm ra thì đây là chỗ dựa cuộc sống duy nhất của cô. Cô sợ con mình gặp chuyện ngoài ý muốn. Bác sĩ dặn cô không được la hét, tránh tốn sức, để tránh khi sinh hết sức. Lạc Thiên Ngưng thực sự rất nghe lời, không hét lên. Cô cắn răng, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng nhỏ như dã thú. Tất cả nỗi đau mà cô trải qua trong hai kiếp cũng không dữ dội bằng nỗi đau lúc này. Tiếng kêu thảm của Lạc Thiên Ngưng bên tai không dứt. Ôn Tử Dương thề rằng anh ta quen biết Lạc Thiên Ngưng nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe thấy tiếng cô kêu thảm thiết như thế này. Tường Đình lo lắng hỏi, sao lại lâu như vậy? Chuyện này có bình thường không? Có phải cô ấy la hét dữ dội quá không? Ôn Tử Dương an ủi, không sao đâu, ai sinh con cũng đều như vậy. Chu Tử Phạm cũng ôm lấy bả vai Tường Đình, yên tâm đi, chị dâu nhỏ mỗi lần kiểm tra sức khỏe đều không có chuyện gì, nhất định sẽ thuận lợi. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn, mới nghe thấy tiếng khóc vang dội của trẻ con ré lên từ phòng sinh. Hai tiếng khóc vang lên cùng nhau, vô cùng ồn ào. Tường Đình kích động nắm lấy tay Chu Tử Phạm, nói, sinh rồi, không sao rồi. Y tá ôm đứa bé đi ra. Hai bé trai,
Mẹ tròn con vuông. Cho dù biết mọi chuyện vẫn bình thường, lúc này Ôn Từ Dương cùng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kêu y tá bế đứa bé về. Nhưng Tường Đình lại vội vàng hỏi: Thiên Ngưng đâu? Cô ấy không sao chứ? Y tá nói: Lạc tiểu thư không sao, cô ấy vừa mới ngủ say, sáng mai sẽ tỉnh lại. Tường Đình lúc này yên tâm, chạy đến phòng bệnh xem Lạc Thiên Ngưng. Chu Tử Phạm cũng đi theo Tường Đình đến bệnh. Anh ta giờ vẫn còn chưa kết hôn, nhưng đã là thê nô, một tấc cũng không rời Tường Đình. Lúc này Ôn Tử Dương vẫn đang ngồi ở hành lang, đột nhiên bị điện thoại quấy rầy. Ôn Tử Dương nghe điện thoại hỏi: Sao vậy? Y tá vội vàng nói: Bác sĩ Ôn, Mạc Tổng tỉnh rồi. Cái gì? Ôn Tử Dương ngẩn người, tin tức này còn lớn hơn tin Lạc Thiên Ngưng sắp sinh. Anh ta đứng dậy chạy đến phòng bệnh của Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng mang thai vào 10 tháng, bọn họ đều rất quan tâm. Nhưng đối với đám đàn ông như Ôn Tử Dương và Chu Tử Phạm mà nói, những lo lắng mà họ không thể nói thành lời càng là thiên về Mạc Đình Thâm hơn. Đây là người anh em cùng họ lớn lên, cùng vào sinh ra tử. Việc Mạc Đình Thâm hôn mê không chỉ là đả kích đối với Lạc Thiên Ngưng, mà đối với họ cũng vậy. Mỗi một người đều mong kỳ tích xuất hiện, mà thời khắc này chính là kỳ tích. Ôn Tử Dương xông vào phòng bệnh, người đàn ông ngồi ngay thẳng trên giường bệnh. Mặc dù mặc áo bệnh nhân, sắc mặt hơi gầy yếu, nhưng vẫn không che giấu được khí chất trên người. Lúc này vết cấy da trên mặt đã hồi phục tốt, những vết sẹo đã biến mất, không còn giống như lúc vừa tìm ra anh từ nhà kho kia nữa. Khi Ôn Tử Dương vừa nhìn thấy anh ở bệnh viện Mỹ, nước mắt xém chút nữa không kìm được mà rơi xuống. Hiện tại mũi anh ta chua xót, hốc mắt không có tiền đồ mà đỏ lên. Nhìn Mạc Đình Thâm, anh ta nói: A Thâm, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Cậu là ai? Mạc Đình Thâm ngơ ngác nhìn anh ta. Ôn Tử Dương sững sờ. Anh ta kéo y tá ra, ngồi ở trước mặt Mạc Đình Thâm, đắm chặt bờ vai anh, hỏi: Cậu nhìn kỹ lại xem. Cậu không biết tôi? Ôn Tử Dương cả kinh. Chuyện cầu huyết như vậy sẽ không rơi trên người Mạc Đình Thâm chứ? Mạc Đình Thâm tỉ mỉ đánh giá anh ta, sau đó cong mắt nở nụ cười quen thuộc, nói: Ôn Tử Dương, tôi tỉnh rồi. Ôn Tử Dương vẫn ngây người. Mạc Đình Thâm bây giờ chỉ có thể nhận ra một mình anh ta thôi. Mạc Đình Thâm bất lực nhìn anh ta, nói: Đùa cậu thôi. Ôn Tử Dương phốc phốc cười, đấm vào vai Mạc Đình Thâm một cái, mắng: Cậu cầm ơn ở, vừa mới tỉnh lại đã chơi tôi rồi.